Chương 181, nguyên chuẩn trận đầu. Nếu như Dạ Côn không lên thì phải đi tìm một người thay thế mới được, thế nhưng ở bên trong học viện Vô Hư, căn bản không có học viên nào khác, Phi Tuyết. Phát dục quá nhanh, không được, đại ca, làm sao bây giờ, nhân số chúng ta không đủ, Dạ Tần lo lắng hỏi, thay đổi bất thình lình có phải nhằm vào phía học viện bọn họ hay không, đúng vậy đó, phu quân, ta cảm thấy không thích hợp, Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra, trực giác miêu yêu vẫn rất nhạy bén dạ con nhíu chặt lông mày mình cũng có cảm giác như vậy huống chi là bọn họ đây con ca hay là ngươi cũng tham gia đi nguyên chẩn đề nghị phong điền lại nói thế nhưng lúc trước không có tình huống viện trưởng tham dự lúc này dạ minh và đông môn mộng có chút không vui xem ra có người nhằm vào côn côn của chúng ta đông môn mộng trầm giọng nói ra dạ minh xem thường lại cười nói mộng mộng nàng không cảm thấy côn côn chúng ta ra sân là chuyện tốt sao phu quân ngươi nói là ánh mắt đông môn mộng sáng lên đúng vậy côn côn chúng ta có thể nhịn như vậy nhưng nếu như lên trên đấu võ trường hắc đông môn mộng cũng cười theo côn ca hoàn toàn không biết cha cùng mẫu thân hận không thể nhanh đẩy mình lên sân khấu sau đó bại lộ thực lực cùng ngồi chờ chết còn không bằng chủ động xuất kích dạ côn đứng dậy chắp tay nói ra viện trưởng quy củ đột nhiên đổi khiến cho ta hết sức kinh ngạc Bùi Thiên nhìn về phía Dạ Côn, nhàn nhạt hỏi Dạ viện trưởng có đề nghị gì, nguyên bản đã nói 7 người, hiện tại đổi thành 8 người, mà ta bên này nhân số ít, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ thấy Côn ca vừa nói vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên tay phải, nụ cười trên khóe miệng phản phất đang nói, muốn thử thần kiếm của ta sao? Trưởng Tôn Tuấn Hiện bỗng nhiên cười nói Dạ viện trưởng tự mình xuất mã cũng được. Bùi Thiên biến sắc, tự hồ rất không vui, dù sao đây cũng là học viện của ông ta, vậy cũng chỉ có thể như thế, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, chỉ sợ đây đã là kết quả tốt nhất, ta không tán thành, ta cũng không tán thành. Chỉ thấy hai vị viện trưởng khác đột nhiên đứng dậy phản đối, trưởng Tôn Tuấn Hiền không nói chuyện, giao sự tình cho Bùi Thiên tới xử lý, hai vị có ý gì? Bùi Thiên hỏi, nghe nói dạ viện trưởng có một thanh vũ khí tốt, nếu như tỷ thí, vậy sẽ bất công với những học viên khác, Bùi viện trưởng, dạ viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng, nào có thể tham dự, trước kia cũng chưa từng có chuyện như thế, không đợi Bùi Thiên nói chuyện, dạ công lần nữa đứng dậy nói ra. Hai vị viện trưởng ta có thể không dùng vũ khí hơn nữa tuy ta là viện trưởng nhưng trên con đường tu luyện cũng đi chưa được bao xa ngay cả quy củ bảy người còn có thể đổi đề nghị nho nhỏ này hẳn không thành vấn đề chứ kỳ thật hai vị viện trưởng là sợ dạ công dùng thần kiếm nên mới lo lắng nếu như dạ công cam đoan không dùng vậy liền không thành vấn đề nếu dạ viện trưởng đã nói như vậy vậy ta tán thành ta cũng tán thành dạ công chấp tay biết ý tứ của hai người loại đồ vật như thần kiếm quả thật rất có tính uy hết thờ à, đại ca vậy ngươi tham gia tổ kiếm sĩ đi Dạ tần đề nghị, đại ca yếu như vậy, nếu như không dùng thần kiếm, sợ là sẽ bị khi dễ, bảo đại ca tu luyện, đại ca lại không tu luyện, đúng là lo lắng muốn chết, dạ côn không có phản đối, nhẹ gật đầu, tổ kiếm sĩ tốt một chút, đến lúc đó dùng mưu thắng là được rồi. Về phần dùng mưu như thế nào, hiện tại dạ côn còn chưa nghĩ ra, thần kiếm có thể bại lộ, thế nhưng thực lực lại không thể lộ, hiện tại bắt đầu chia tổ, mời các vị viện trưởng nộp danh sách cho ta. Dạ côn đã chuẩn bị xong danh sách phân tổ, danh sách kiếm sĩ chính là Dạ côn, Nhan Mộ Nhi, Nguyên Chẩn, Phong Điền, danh sách tổ kiếm sư chính là diệp ly dạ tần đông tứ và đát từ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thắng nhiều đệ nhất cho nên chỉ cần duy trì thắng lợi là được cầm tới danh ngạch kiếm trũng thu được một thanh kiếm thuộc về mình kỳ thật dạ côn vẫn rất chờ mong thậm chí vượt qua thần kiếm nói thật cho đến bây giờ vẫn chưa thấy qua kiếm của cha cùng mẫu thân Bùi Thiên cất kỹ tất cả danh sách, sau đó đưa tay hất lên, chỉ thấy hơn 100 tấm danh sách phiêu phụ ở trên không đấu võ trường, sau đó chậm rãi hạ xuống, treo ở trên đỉnh đầu từng cái học viện, nhưng vào đúng lúc này, bên phía dạ công bay ra một cái danh sách, mà học viện bên cạnh dạ công đồng dạng cũng bay ra một cái, hai cái danh sách bay ở trên không đài luận võ, sau đó tan biến, nhưng lại xuất hiện tên của học viên, học viện Vô Hư, Nguyên Chẩn, học viện Nhật Nguyệt, vưu Quang, Nguyên Chẩn có chút mộng bức, làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ là người đầu tiên ra sân. Thân thể y trực tiếp cứng đờ, trong đầu trống rỗng lại đụng phải là Học viện Nhật Nguyệt, Học viện Nhật Nguyệt tại An Khang châu mặc dù không nổi danh như Học viện An Kinh, Học viện Chân Vũ, nhưng học viện cũng có danh tiếng nhất định thực là liều mạng tu luyện, phong cách học tập trong Học viện Nhật Nguyệt có thể nói là tốt nhất trong các học viện, mỗi học viên đều là tu luyện cùng nhân vương quan là một thiếu niên có hình thể cường tráng làn da màu đồng cổ thân cao sáu thước tên này cao hơn nguyên chẩn một cái đầu hơn nữa dựa vào cái hình thể kia tuyệt đối có thể bằng hai tên nguyên chẩn một quyền kia đánh xuống côn ca liền phải xông lên ấn huyệt nhân trung vương quan cũng là lộ ra vẻ bình tĩnh tự nhiên phản phất luận võ là một loại hưởng thụ nhìn vương quan đã lên luận võ đài nguyên chẩn còn ngồi không nhúc nhích phong điền bên cạnh thọc nguyên chẩn lên mau nguyên chẩn kịp phản ứng bờ môi đều đang run rẩy ta 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 cái đầu của ngươi mau lên phong điền vỗ óc nguyên chẩn một phát thời điểm then chốt như xe bị tuột xích dạ côn quay đầu nói ra nguyên chẩn đừng sợ cứ đánh như mấy ngày nay tu luyện là được người này thân hình cao lớn động tác nhất định sẽ chậm chạp tìm ra sơ hở nhất kích tất thắng côn ca ngươi nói nghe rất dễ nhưng nguyên chẩn ta cho tới bây giờ còn chưa từng luận võ ở trước mặt nhiều người như vậy nguyên chẩn đừng làm mất mặt huyện thái tây chúng ta dạ tần trầm giọng nói ra vừa nghĩ tới huyện thái tây nguyên chẩn đột nhiên đứng dậy nếu như ta có bất trắc gì hãy nói cho cha ta biết ta đã tử chiến vì huyện thái tây mọi người này cũng không phải sinh tử chiến, làm bầu không khí trầm trọng như vậy. Nguyên chẩn chậm rãi bước lên luận võ đài. Thế nhưng chuyện lúng túng liền xuất hiện, bởi vì luận võ đài cao đến ba thước, nguyên chẩn vốn muốn nhảy lên, thế nhưng sợ mình khẩn trương, vấp chân thì biết làm sao, cho nên y lựa chọn leo lên. mười vạn người nhìn nguyên chẩn dùng phương thức cổ xưa nhất, bò lên trên luận võ đài, nhìn vưu qua người ta một chút, trực tiếp nhảy một phát là lên. toàn trường lập tức cười vang, như vậy cũng phải tới luận võ, chỉ sợ học viện vô hư không còn ai rồi. phong điền che cái trán trời ạ. À quá mất mặt a à, dạ côn cũng không có phản ứng gì dựa theo thực lực nguyên chẩn bây giờ chỉ cần phát huy tốt thắng là chuyện không thành vấn đề thế nhưng hiện tại trạng thái của nguyên chẩn rất kém cỏi không có chút tự tin nào đây là chuyện phải khắc phục chương 182, ngồi xuống đứng dậy nguyên chẩn đều không biết mình nên làm thế nào bên tai đều là tiếng cười nhạo chói tai nhìn vưu quan cường tráng trước mặt cánh tay cứng cáp có thể so với bắp chân mình rồi thế này có thể đánh được sao học viện nhật nguyệt vưu quan thỉnh giáo vưu quan chắp tay quát khí thế bất phàm nguyên chẩn cà lâm lên vô hư học viện nguyên chẩn thỉnh giáo lời nói không có chút khí thế nào từ trong miệng nguyên chẩn toát ra vưu quan lắc đầu đối thủ của mình dường như rất yếu ở bên cạnh luận võ đài xuất hiện một tên nam nhân hình thể hơi mập ăn mặc một thân đại hồng bào trên mặt mang theo nụ cười hỉ khí giải thi đấu học viện so tài mỗi năm một lần lại đến không sai vẫn là ta luận võ phân tích sư chuyên nghiệp nhất giúp cho tất cả mọi người hiểu rõ võ học sâu hơn không nói nhảm nữa chúng ta cùng nhìn tuyển thủ trận tranh tài đầu tiên này đến từ học viện nhật nguyệt vưu quang về mặt hình thể đã có ưu thế trời sinh bị y đánh trúng một quyền chỉ sợ sẽ không thể dễ dàng đứng lên hơn nữa học viên học viện nhật nguyệt đều có xưng hào tu luyện cùng ma mặc dù chỉ là tổ kiếm sĩ nhưng thoạt nhìn vị vưu quang này chỉ sợ chỉ cách kiếm sư một bước chúng ta lại dời ánh mắt đến học viên nguyên chẩn học viện vô hư nói đến học viện vô hư đây là ngôi sao duy nhất mới xuất hiện trong mấy năm gần đây tuyệt đối có thể mang đến những trận luận võ đặc sắc cho chúng ta bất quá vị học viên nguyên chẩn này tự hồ còn chưa thích ứng được để cho nguyên chẩn chúng ta một chút thời gian thích ứng tốt nhất là nên thích ứng trước khi ngã xuống nghe phân tích sư nói dạ côn cũng xấu hổ nguyên lai luận võ còn mời cả phân tích sư tới dẫn chương trình bất quá trạng thái hiện tại của nguyên chẩn quả thật không tốt nhận thua đi ta sẽ giữ mặt mũi cho ngươi vưu quan nắm chặt nắm đấm phát ra tiếng xương vang khiến nguyên chẩn nuốt một ngụm nước bọt đột nhiên nguyên chẩn gầm thét một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, còn bày ra tư thế tiến công, vừa quan sửng sốt một chút, khóe miệng mang theo một tia khinh thị, chân phải hướng về sau một bước, trọng tâm đặt ở dưới hông, cẩn thận một chút, đừng thấy ta cường tráng, liền cho rằng động tác của ta trì độn, vừa quan vừa mới nói xong, trên thân liền bộc phát ra đạo lực kiếm sĩ đỉnh phong, tốc độ nhanh chóng khiến người liếu lưỡi, xem ra chúng ta phải ước định vị vưu quan này lại một chút, mặc dù thoạt nhìn cồng kềnh, thế nhưng vẫn là một vị tráng hán linh hoạt, dưới chân phản phất sinh gió, xem ra nguyên chẩn nhỏ gầy đã mất đi ưu thế trận đầu, mà học viện vô hư cũng sắp trở thành học viện thất bại đầu tiên trong lần tỷ thí này giả dạ côn đột nhiên muốn đi bịt miệng tên phân tích sư này lại nhìn ánh mắt hung ác của vưu quan còn có động tác huy quyền kinh khủng nguyên chẩn đã choáng váng một nửa chết đi vưu quan oanh ra quyền phong khiến tóc dài của nguyên chẩn điên cùng phiêu động mà vưu quan vừa quát như thế nguyên chẩn cũng thanh tĩnh không ít theo bản năng liền ông đầu ngồi xuống vưu quan phản phất thấy nguyên chẩn bị một quyền của mình đánh bay ngất xỉu thế nhưng ngàn vạn không nghĩ tới nguyên chẩn phản ứng nhanh như vậy ông đầu ngồi xuống phản phất luyện hơn ngàn lần một mạch mà thành không có một chút dây dưa dài dòng vưu quan một quyền này trực tiếp oanh không mà lực lượng cường đại khiến vưu quan mất đi cân bằng thân thể ngã về phía Nguyên Chẩn, Nguyên Chẩn. Đứng lên, trong lòng Phong Điền đau nhất, ngươi không cần mặt mũi, con ca chúng ta vẫn cần a, à, Nguyên Chẩn nghe được, sau đó đột nhiên đứng lên, bả vai vừa lúc đâm vào mặt Vưu Quan, thậm chí còn có thể nghe thấy một tiếng vang trầm. Chỉ sợ xương mũi đã bị đụng lệch rồi, Vưu Quan chỉ nhìn thấy Nguyên Chẩn nguyên bản ngồi xuống, đột nhiên lại đứng lên, trơ mắt nhìn cái bả vai kia đập vào mặt mình, muốn điều chỉnh vị trí cũng không kịp, bờ vai hung mảnh đập vào mặt khiến toàn bộ cảnh vật trước mắt y tối lại, mình bị lừa rồi đây là ý thức sau cùng trước khi vưu quan ngất đi toàn trường hoàn toàn yên tĩnh xoay chuyển quá nhanh một giây trước vưu quan còn vô cùng uy mãnh nguyên chẩn bộ dáng sắp bại thế nhưng sau một cái ngồi xuống đứng dậy vưu quan liền xong đời ngay cả phân tích sư cũng khép hờ sợ mình hành nghề mấy chục năm đây lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không biết nên nói như thế nào quả thật khiến cho người ta chấn kinh không ngờ nguyên chẩn thế mà đã lừa được cả ta đây là một vị cao thủ mê hoặc dùng vẻ mặt sợ hãi cùng ánh mắt nhút nhát khiến đối thủ khinh địch thế nhưng lúc địch nhân tập kích liền xảo diệu tránh thoát lực dùng vai đụng không có bất kỳ động tác loại loẹt gì có chỉ có đơn giản tiến công học viện vô hư thân là một ngôi sao mới thu được khởi đầu tốt đẹp trong lần so tài này chúng ta cùng chúc mừng học viện vô hư chúc mừng nguyên chẩn chiến thắng trận đầu toàn trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh nguyên chẩn nhìn vưu quan cách đó không xa không hiểu ra sao vừa rồi sợ hãi ngồi xuống bị phong điền hô lên đối thủ liền không hiểu thấu bay ra ngoài côn ca ta thắng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nguyên chẩn biết mình thắng rồi dạ côn đều có chút mộng còn có thể thắng như thế sao xem ra mấy ngày gần đây cho bọn họ luyện sức eo vẫn có hiệu quả không có loại rèn luyện cường độ cao này tên to con kia còn không đến mức hôn mê bất tỉnh nguyên chẩn cao hứng bừng bừng nhảy xuống luận võ đài dạ côn vỗ vỗ bả vai nguyên chẩn tốt không làm mất mặt huyện thái tây côn ca vừa rồi ta sợ muốn chết nguyên chẩn ông chặt lấy dạ côn vừa rồi cánh chút đã bị dọa tè ra quần được rồi đừng sợ đừng sợ côn ca tự như đang an ủi nhi tử khiến thê tử bên cạnh lắc đầu liên tục học viện nhật nguyệt bên kia khi học viên đang bất tỉnh về vẻ mặt tất cả mọi người không hề tốt đẹp gì từ trước đến nay bọn họ chưa từng bại trận đầu Dạ Minh và Đông Môn Mộng trên khán đài kém chút liền cười ra tiếng, nguyên chẳng này là tới khôi hài à, như thế cũng được. Tội nghiệp tên vưu quan kia thật, tiếp theo sẽ tiến hành trận thứ hai. Do viện trưởng học viện An Kinh rút thăm, chỉ thấy giả dạ công bên này lại bay ra một tấm danh sách, học viện Nhật Nguyệt bên cạnh cũng bay ra một tấm, phân tích sư mang theo cao ngữ khí hô xem ra học viện Nhật Nguyệt có cơ hội báo thù, theo danh sách tan biến, hai cái tên liền xuất hiện, học viện Nhật Nguyệt, tưởng tử diệt, học viện vô hư, phong điền. Phong Điền nghe thấy đến lượt mình, vẻ mặt cũng hơi biến hóa, rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng lại tốt hơn Nguyên Chẩn rất nhiều, cố gắng lên huynh đệ, liên thắng hai trận, Nguyên Chẩn hướng phía Phong Điền cười nói, đó là nhất định. Hai trận liên thắng, Phong Điền bỗng nhiên cảm thấy có chút áp lực, Nguyên Chẩn đều thắng, mình cũng phải thắng mới được, dạ con cười nói buông lỏng đánh là được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, con ca yên tâm. Phong Điền hít một hơi thật sâu, tiến tới luận võ đài, thuận tiện nhìn đối thủ một chút, đối thủ là nữ, tướng mạo không tồi, chẳng qua là dáng vẻ thoạt nhìn có loại người sống chớ tiếp trận. lúc này phân tích sư lại đang phân tích một đợt mới trận đấu vừa rồi của học viện vô hư quả thật khiến chúng ta kinh ngạc tán thán thế nhưng trận này sẽ không có vận khí tốt như vậy bọn họ đùng phải tưởng tử diệt tưởng tử diệt chính là cô nương có thiên phú nhất học viện nhật nguyệt thậm chí trong cuộc tranh tại nội bộ học viện nàng còn chiến thắng cả kiếm sư chương 183, di chuyển phong tao như quả không có gì bất ngờ xảy ra tưởng tử diệt rất có thể sẽ đột phá bước vào cảnh giới kiếm vương trước 20 tuổi năng lực có thể so sánh với an nữ lan học viện an kinh là thiếu nữ thiên tài phong điền nghe nói như thế áp lực lớn hơn nữ hài tử này dáng dấp tốt còn hết sức hung tàn nhảy lên trên luận võ đài động tác của phong điền vẫn vô cùng xuất khí còn tưởng tử diệt bên cạnh lại nhẹ nhàng điểm chân như lá rụng có cổ tiên vị nhưng vẻ mặt lại băng lãnh cự tuyệt người ngoài ngàn dặm học viện vô hư phong điền thỉnh giáo phong điền ủi nói ra tưởng tử diệt chấp tay thản nhiên nói học viện nhật nguyệt tưởng tử diệt thỉnh giáo tại chủ vị bùi thiên quay đầu nói nhỏ quan thanh lần trước bảo ngươi đi xử lý chuyện của tưởng tử diệt kết quả như thế nào viện trưởng tưởng tử diệt không nguyện ý tới vì sao điều kiện không đủ sao bùi thiên nghi hoặc hỏi nàng nói đã quen ăn đồ ăn ở học viện nhật nguyệt đổi chỗ khẩu vị không tốt bùi thiên nghe xong không nói chuyện chỉ là khẽ thở dài một tiếng biểu thị tiếc nuối nếu như được bồi dưỡng ở học viện an kinh tuyệt đối có thể đột phá kiếm vương trước 20 tuổi bên trên đài luận võ phong điền không dám khinh thường quyền pháp thủ thế đã bày xong chỉ chờ đối phương tiến công tìm kiếm sơ hở dạ công nhìn vị tưởng tử diệt này trầm giọng nói ra chỉ sợ trận này sẽ không đơn giản như vậy đúng vậy phong điền phải cẩn thận diệp ly thấp giọng nói ra vị tưởng tử diệt này rất trầm ổn cũng không có chủ động tiến công tưởng tử diệt vốn là muốn báo danh tổ kiếm sư thế nhưng viện trưởng không cho dù sao chuyện quan hệ đến kiếm trũng tỷ số thắng rất trọng yếu mình tham gia tổ kiếm sĩ có thể bảo chính thắng một ván nhìn phong điền đối diện tưởng tử diệt chậm rãi duỗi ra cánh tay nhỏ mảnh khảnh nằm ngón tay hơi hơi dơ lên ra hiệu phong điền có thể phóng ngựa đến đây đây là động tác cực kỳ xem thường nữ nhân này rất hung hăng càng quấy thế nhưng phong điền không có mắt lừa đột nhiên duỗi ra ngón tay cái chuyện này khiến tưởng tử diệt hơi sững sờ lúc ngón tay cái hướng xuống tưởng tử diệt đã sầm mặt lại hay ra học viện vô hư phong điền bày ra một động tác cực kỳ khiêu khích chỉ sợ đợi chút nữa liền phải hối hận phân tích sư tự hồ ước gì phong điền thua trận ta nhớ kỹ ngươi tưởng tử diệt lạnh giọng nói ra phong điền bỗng nhiên lộ ra nụ cười lỗ mãn có thể khiến cho mỹ nữ tuyệt sắc nhớ kỹ đó là vinh hạnh của tại hạ đăng đồ tử hôm nay sẽ khiến ngươi bò xuống tưởng tử diệt tự hồ bị phong điền chọc giận thân thể mềm mại lập tức chợt lóe lên chuyện này khiến phong điền chấn động tốc độ thật nhanh liệt diễm trưởng tưởng tử diệt khẽ kêu một tiếng phong điền vốn cho rằng đối phương sẽ áp sát tới thế nhưng cô nàng cách mình hơn một trượng liền dừng lại dùng chưởng pháp là liệt diễm chưởng, quyền pháp địa huyền uy lực không thể coi thường Phong Điền có thể tránh thoát một chưởng này hay không, đây vẫn là một ấn số. Phân tích sư trầm giọng nói ra, giả dạ cung lập tức sầm mặt lại, liệt diễm chưởng là loại chưởng pháp có giới hạn, vừa rồi tưởng tử diệt đến gần Phong Điền chính là muốn bộc phát ra uy lực lớn nhất của liệt diễm chưởng. Dù sao liệt diễm chưởng cách kẻ địch quá xa, vậy sẽ không có hiệu quả, càng gần uy lực càng lớn, nếu vừa rồi Phong Điền kéo dài khoảng cách, vậy sẽ có thể hóa giải dễ dàng, thế nhưng hiện tại đã chậm, nếu như Phong Điền ăn một chưởng, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhất đi vẫn là trẻ tuổi không đủ kinh nghiệm a à. phong điền có thể cảm nhận được quy áp trên lòng bàn tay đối phương dùng mắt trần cũng có thể trông thấy trong tay tưởng tử diệt toát ra một đoàn liệt diễm chuẩn bị phun ra chắc khuynh hoạt bộ hàm tiếp lưu mang quyền bỗng nhiên một âm thanh vang lên bên tai phong điện đây là âm thanh có thể tín nhiệm phong điền không có chút chần chờ toàn bộ thân thể nghiêng dưới tay phải hung hăng đánh xuống mặt đất thân thể trượt đi lúc này liệt diễm trưởng âm âm bùng nổ hỏa diễm nóng bỏng như là hung thú phát ra tiếng gào thét quét ngang hư không trước người mà nguyên chẩn trượt ở phía dưới hỏa diễm thậm chí còn xuất hiện ở bên cạnh tưởng tử diệt phong điền lần nữa vỗ sàn thân thể cấp tốc đứng thẳng dưới ánh mắt kinh ngạc của tưởng tử diệt nắm tay phải của nguyên chẩn nổi lên điểm điểm hào quang đánh thẳng tới ngực tưởng tử diệt đây mới là đi như nước chảy Tất cả mọi người đều nhìn ngay người, học viện vô hư đến cùng là cái quỷ gì, vừa rồi vỗ đất trực đi thoạt nhìn không ra hồn, nhưng lại né tránh rất hữu hiệu, thậm chí còn phản công, tưởng tử diệt thầm nghĩ mình chủ quan, động tác gia hỏa này thực sự rất quỷ dị, nếu như bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ, đột nhiên, ngón trỏ trái tưởng tử diệt nhẹ nhàng điểm một cái, phong điền tự hồ có cảm giác gần sống, nhưng một quyền này không thể không đánh tầm, một quyền này của phong điền hung hăng đánh vào trong không khí, mà tưởng tử diệt lợi dụng chút thời gian ngắn ngủi, lập tức kéo dài khoảng cách một tiếng kẻo kẹt, phong điền thế mà trông thấy không khí vỡ vụn đây là tình huống gì? Lúc này Bùi Thiên cùng Quan Thanh đều lộ ra sự kinh ngạc, trưởng Tôn Tuấn Hiền bỗng nhiên cười nói nhân tại đúng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp, dạ côn cũng không nghĩ tới, thắng lợi tới tay thế mà xảy ra biến cố, nữ hài tử này còn đồng tu pháp đạo, hơn nữa còn là thuấn pháp, chủng loại không cần vịnh sướng kia, loại kinh ngạc này thậm chí còn xuất hiện ở bên trong học viện Nhật Nguyệt, phân tích sư tỉnh táo lại, dùng nữ khí trầm thấp nói ra. Đúng là không nghĩ tới. Trận thi đấu thứ hai thế mà lại xảy ra đột biến như vậy. Nhưng khiến cho mọi người không ngờ được chính là, tưởng tử diệt không chỉ là kiếm sĩ nàng còn đồng tu cả pháp đạo hơn nữa thực lực lại không thấp đều không cần vịnh sướng mặc dù chỉ là pháp đạo nhất chương bình phong thế nhưng muốn thuấn pháp phải rèn luyện hơn vạn lần không hổ là học viện nhật nguyệt làm sao không thấy ngươi khen ngợi phong điền một thoáng hai lần di chuyển vừa rồi cũng phi thường phong tao lúc này giả côn cười nói phong điền đã thắng vì sao nguyên chẩn nghi hoặc hỏi hiện tại rõ ràng là tưởng tử diệt chiếm thượng phong giả côn lạnh nhạt nói ra nhìn như nàng chiếm thượng phong thế nhưng pháp đạo thuấn pháp cần có đạo lực cường đại chống đỡ mà tưởng tử diệt cũng không có cách nào duy trì lâu đừng nhìn chỉ là một thoáng nhưng đoán chừng đạo lực đã tiêu hao không sai biệt lắm chỉ cần phong điền tiếp tục tiêu hao liền có thể thắng vẫn là con ca ngưu bức liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân kia đang hư trương thanh thế nguyên chẩn nói xong cũng hướng phía đài bên trên hô to phong điền con ca nói nữ nhân kia không xong rồi tiêu hao nàng là được học viện nhật nguyệt bên kia nghe xong lập tức hướng phía bên này mắng lên người có ý gì còn ở dưới nhắc bài nhưng mà hình như cũng không có quy định không cho nhắc phong điền nghe xong cười nói xem ra một thoáng kia đã khiến người cố hết sức đăng đồ tử tưởng tử diệt lạnh giọng quát ánh mắt mang theo không cam lòng thua trong tay loại đăng đồ tử này đối với nàng chính là sĩ nhục phong điền cũng không thèm để ý chỉ cần có thể thắng lợi nhiệm vụ của mình liền hoàn thành cũng là một loại bàn giao với công ca sau đó phong điền cứ dựa theo công thức quyền pháp cơ bản đến tưởng tử diệt khô héo đạo lực chỉ có thể cưỡng ép phòng thủ liên tục bại lui nếu như vừa rồi không dùng đạo pháp tuyệt đối có thể thắng nhưng dưới tình huống đó, không thể không dùng được, chương 184, đừng giống y. Nhận thua đi, ta cho ngươi một chút mặt mũi, phong điền lắc lắc nắm đấm, vừa rồi có mấy lần đánh vị trí không nên đánh, nhưng đều là do công ca dạy, mình cũng phải dựa theo quyền lộ đến đánh, thời điểm công ca khai sáng quyền pháp, khẳng định là nhằm vào nữ hài tử, hận đến cỡ nào a? À? Tưởng tử diệt nổi giận không thôi, lạnh giọng khẽ kêu ta liều mạng với ngươi, nhìn tưởng tử diệt trực tiếp xông tới, sơ hở chồng chất, phong điền tối thiểu có 100 loại phương pháp khiến tưởng tử diệt ngã xuống, phong điền lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, một cái ném qua vai thầm một tiếng vang trầm này khiến đám nam hài tử đều xấu hổ người đối với một nữ hài tử như thế sẽ cô độc sống quãng đời còn lại thế nhưng vẫn chưa xong phong điền trực tiếp ép ở phía sau lưng tưởng tử diệt ấn lấy cổ tay dưới ánh mắt mấy chục vạn người ngươi thế mà đè ép nữ hài tử dạ côn quay đầu đi chỗ khác nghiêm túc nói đệ đệ đừng học phong điền sau này sẽ không có thê tử biết đại ca dạ tần nghiêm túc nói lúc này bùi thiên lên tiếng hô học viện vô hư thắng toàn trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh học viện vô hư vừa đến đã liên hạ hai trận khiến cho mọi người rất không phục cái tên phong điền này đúng là hoàn toàn không biết thương hoa tiết ngọc trước mặt mọi người lăng nhục phong điền nghe xong mình thắng lập tức buông lỏng tưởng tử diệt ra dàn hai cánh tay hô thắng người thắng tranh tài lại thua nữ hài tử ai không hổ là tiểu đệ của côn ca ta nữ hài tử không quan trọng quan trọng là phải thắng phong điền cao hứng bừng bừng chạy đến trước mặt già côn côn ca thế nào lợi hại không lợi hại lợi hại già côn dừng thẳng ngón tay cái thủ pháp ép người vừa rồi học được ở nơi nào liền không sợ cô nương người ta đến tìm ngươi phiền toái sao dù sao tại thái kinh thanh danh rất quan trọng trong các trận tỷ võ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy dưới tình huống bình thường nữ hài tử sẽ nhận thua thế nhưng tưởng tử diệt rất cứng rắn chết đều không nhận thua phong điền cũng không còn cách nào nhưng dùng thủ pháp cũng có chút sốc nổi phong điền dù sao người ta cũng là nữ hài tử ngươi như thế sau này người ta không gả ra được thì biết làm sao bây giờ nhan mộ nhi liếc mắt nhìn phong điền đúng là không biết thương hương tiếc ngọc chẳng khác gì công ca của ngươi nghiêm trọng đến thế sao phong điền cũng không nghĩ tới nguyên chẩn viện bả vai phong điền cười nói huynh đệ ngươi rất bạo lực nha cúc phân tích sư lúc này có chút ngổn ngang liên tục hai lần bị đánh mặt xem ra học viện vô hư ngoại hổ tàng long chiêu quyền pháp này khiến cho người ta kinh thán không thôi nhất định là quyền pháp tương đối cao thâm có thể thắng cũng là chuyện bình thường dạ côn rất muốn đánh tên phân tích sư này ta thua là điều hiển nhiên còn thắng đều là nhờ vào công pháp phong điền quay đầu nhìn hướng học viện nhật nguyệt bên kia vừa vặn trông thấy ánh mắt tưởng tử diệt quan tới đó là một loại ánh mắt mang theo hận ý dọa đến phong điền lập tức thu hồi ánh mắt cũng không thể trách ta được luận võ còn phải tiếp tục nhưng mà đỉnh đầu dạ côn lần nữa bay ra danh sách chuyện này khiến dạ côn cảm thấy đây nhất định là bùi thiên đang khống chế mà lần này không phải học viện Nhật Nguyệt, học viện Nhật Nguyệt bên kia thua liền hai trận, hiện tại đối với phía dạ cung thấp thỏm không thôi, trông thấy không phải mình liền nhẹ nhàng thở ra, lần này xuất hiện là danh sách học viện chân vũ, hai tấm danh sách bay đến giữa sân rồi tan biến, sau đó xuất hiện tên, học viện vô hư, dạ tần, học viện chân vũ, đại hư, hai cái tên này vừa xuất hiện, toàn trường lập tức náo động cả lên, ánh mắt phân tích sư mang theo quan thải, lập tức mở miệng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên đại hư học viện chân vũ xuất hiện. Đây chính là tân nhân vương có tiềm lực nhất An Khang Châu. Trước 20 tuổi đột phá kiếm vương, đó là chuyện ván đã đóng thuyền, mà đối thủ là Dạ Tần Học viện Vô Hư, mặc dù liên thắng hai ván, thế nhưng vận khí thật không tốt, thế mà đụng phải đối thủ như Đại Hư, chỉ có thể kỳ vọng không bị thương quá nặng liền tốt. Dạ Minh ở trên khán đài đều muốn rút kiếm thần ra bổ tên phân tích sư này, nói giống như là con trai của ta nhất định thua vậy, Dạ Côn cũng hướng phía Dạ Tần nói ra dạy cho tên phân tích sư này cách làm người, đại ca yên tâm, đệ đệ sẽ không khiến các ngươi thất vọng dạ tần hết sức có tự tin hướng phía luận võ đài đi đến kỳ thật dạ côn vẫn rất yên tâm với đệ 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 từ nhỏ cắn thuốc vô số mặc dù chỉ có thực lực kiếm sĩ nhưng cường độ thân thể đã sớm có thể so sánh với kiếm sư hắn không tin tên đại hư này cũng là cắn thuốc lớn lên đệ đệ phải đánh mặt y thật vang không có việc gì lại đẹp trai như thế các ngươi còn nhìn nhìn cái gì đấy ta không dễ nhìn sao dạ côn phát hiện thê tử thế mà đang nhìn đại hư biểu thị rất khó chịu diệp ly và nhan mộ nhi biểu thị oan uổng chúng ta đang nhìn luận võ a phu quân ngươi quá ghen tuông rồi không được nhìn ta, được được được, nhìn ngươi nhìn ngươi, phu quân đẹp trai nhất, dạ côn lộ ra vẻ mặt như thế, he, nhưng mà dạ minh trên khán đài nhìn thê tử, thế mà nhìn chầm chầm tiểu tử trẻ tuổi xuất khí kia, lập tức sụ mặt nói ra nhìn cái gì đấy. Có đẹp như thế sao, đông môn mộng nhìn dạ minh một chút, lại nhìn đại hư một chút, ung dung nói ra năm đó ta làm sao lại chọn tên râu quai nón nhỉ. Dạ Minh, nàng nói như thế là ta rất tổn thương a. À? Dạ Minh biểu thị bị thương rất nặng. Nằm đó ngươi rất thích bộ râu này của ta. Hiện tại thế nào? Đông Môn Mộng cười duyên một tiếng nhìn ngươi kìa. Nàng dám vì một tên thiếu niên ư không cho phép nhìn được không nhìn ta xem con của chúng ta thôi cái rắm nàng rõ ràng là đang nhìn tiểu tử kia và dạ mình có chút bành trướng lại dám nói chuyện với thê tử như thế ta cứ nhìn đấy ngươi làm sao đông môn mộng đột nhiên thay đổi trở nên hung tàn lên không có gì không có gì nhi tử cũng rất đẹp trai hừ minh ca ta cũng tốt nam a à. giữa sân dạ tần cùng đại hư đã vào vị trí của mình học viện vô hư dạ tần thỉnh giáo học viện chân vũ đại hư thỉnh giáo hai người nhìn nhau chắp tay ở bên trong học viện an kinh ba quyển thanh nhìn dạ tần vẻ mặt không có thay đổi gì thế nhưng hạ thủ rủ xuống lại nắm thật chặt bởi vì dùng quá sức móng tay bóp vào trong thịt lộ ra vẻ trắng bệch dạ tần đại hư hít sâu một hơi rút lợi kiếm từ bên hông ra Kiếm sĩ cùng kiếm sư khác nhau rất lớn. Kiếm sĩ không có kiếm thuộc về mình, thế nhưng đại bộ phận kiếm sư đều có, bởi vì chỉ có đạt đến kiếm sư mới có thể có tư cách đi kiếm trùng. Đại hư đã có thanh kiếm của mình, nhưng cũng phải tranh thủ danh ngạch vì học viện. Ngươi không trút kiếm sao? Đại hư xuất sinh hỏi. Còn không có kiếm, cho nên ta dùng nắm đấm. Dạ tần nhẹ nói ra. Đại hư nghe xong nhẹ gật đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận. Được. Dạ tần từ tốn nói, bày ra quyền thức, phong điền dưới đài bất bình. Côn ca, đây cũng quá khi dễ người tần ca không có kiếm, đúng vậy, quá không công bằng, dạ côn cười cười tin tưởng tần ca các ngươi, để ấy có thể thắng, chương 185, tần ca rất nhanh. Từ trước đến nay dạ tần đều huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của dạ côn, dạ tần có mấy lượng, dạ côn rất rõ ràng, cho dù tên đại hư này có kiếm, đệ đệ cũng có thể thắng, quan trọng là phải xem đệ đệ muốn dùng loại phương thức nào để thắng, kiếm của ngươi, hẳn vẫn chưa tu luyện ra kiếm linh đi, dạ tần đột nhiên lên tiếng hỏi, đại hư nhẹ gật đầu tu luyện kiếm linh cần cơ duyên, có lẽ đến kiếm vương liền có thể tu luyện ra kiếm linh vậy để ta xem kiếm của ngươi lợi hại đến mức nào được đại hư nâng kiếm trong tay ngang trước người đinh cả thanh kiếm phát ra tiếng vang thanh thúy êm tai sau đó thế mà tan biến ở trong tay đại hư đại hư nhàn nhạt hô phun trào đi phi hoa ánh mắt dạ tần tụ hợp một chút bất ngờ nhảy ra tuy nhiên vẫn chậm một nhịp trên vai đã bị vạch ra một đường máu ánh mắt dạ tần thâm thúy cảm thụ khí tức gần sóng xung quanh kiếm của người này thế mà có thể biến mất đúng là khiến cho người ta khó lòng phòng bị đây chính là kiếm của ta phi hoa có thể tan biến nếu như tu luyện ra kiếm linh cũng không chỉ có một chút thương tổn này đại hư mở miệng mang theo tự hào sâu sắc kiếm trong kiếm trũng không phải mỗi một thanh đều đặc biệt như thế thế nhưng nếu có thể thu được một thanh kiếm đặc biệt vậy đó là chuyện rất may mắn cuộc khởi ở trong tầm tay các học viên xung quanh kinh ngạc một hồi không ngờ học viện chân vũ có một thanh kiếm lợi hại như vậy hư cũng là lần đầu tiên thể hiện ra thanh kiếm đặc thù của mình lúc trước đều không có tin tức gì có lẽ là muốn nhờ vào nó dương danh trong trận so tài này vận khí vị thiếu niên này cũng rất tốt ta làm sao lại không có vận khí như vậy chứ trưởng tôn tuấn hiền cười nói ký văn sơn cùng ba đài cũng không biết nên tiếp lời như thế nào mỗi lần đều nói như thế chẳng lẽ mình phải an ủi nói về sau sẽ có đừng thương tâm sao dạ công nhìn đại hư kiếm càng chờ mong thanh kiếm của riêng mình không biết nó sẽ như thế nào kích không cần quá lợi hại chỉ cần càng diện lớn là được ngay cả diệp ly bên cạnh cũng có chút chờ mong càng không cần phải nói nguyên chẩn cùng phong điền hiện tại đã thắng hai trận chờ tần ca thắng đó liền biến thành tam liên thắng rồi dạ công nghĩ thầm tam liên thắng cộng thêm mình cùng đông tướng, đát từ vậy đã là tháng 6 tận xếp hạng vững chắc đến lúc nói thê tử nhận thua là được bất quá lấy tính cách của các nàng hẳn là sẽ không nhận thua thê tử công ca ta cũng không phải dễ nói chuyện như vậy hiện tại dạ tần đang nghĩ đối sách như thế nào mới có thể đánh bại đối thủ nếu như ngươi có kiếm còn có lực đánh một trận thế nhưng không có kiếm ngươi không thể thắng được ta đại hư đứng đấy căn bản không có động nhưng dạ tần có thể cảm giác được thanh kiếm kia đang xuyên qua đột nhiên dạ tần nghĩ đến một câu nói của đại ca tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất uống Dạ Tần gầm thét một tiếng, thân thể bộc phát ra một cổ đạo lực cường đại, chớp mắt liền tan biến tại chỗ, Dạ Tần hành động như thế khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người, loại tốc độ này không thể tưởng tượng. Hoàn toàn có thể so với những cường giả kiếm vương kia, Dạ Công cười cười, kỳ thật đệ đệ không có khoa trương như vậy, chẳng qua là phối hợp với bộ pháp mình dạy, khiến tốc độ tăng lên rất nhiều, thoạt nhìn tự như đạt đến kiếm vương, kỳ thật cùng lắm chỉ xem như kiếm sư mà thôi. Ta thảo, học viện vô hư này thật đúng là ngọa hổ tàng long, đúng vậy, dạ tần kia giống như một tên kiếm vương vậy, căn bản không thấy được cái bóng của y đâu, nào chỉ là giống, ta thấy hẳn là một tên kiếm vương, có lẽ các ngươi không biết, lúc nhập học, những người này chính là bị viện trưởng đuổi đi, cái gì? bọn hắn là bị viện trưởng đuổi đi không biết lúc này viện trưởng có hối hận xanh ruột hay không biểu lộ hiện tại của bùi thiên rất bình tĩnh cũng không có dáng vẻ hối hận xanh ruột ba uyển thanh nghe tiếng nghị luận xung quanh đều đang tán dương dạ tầng dạ Tần trên đài càng phong quan ba uyển thanh liền càng hận hận nam nhân này không muốn mình phân tích sư hiện tại trực tiếp căm nín vận khí hôm nay đúng là không may liên tiếp bị đánh mặt Tần ca rốt cuộc cuộc khởi nhi tử biểu hiện không tệ trong lòng dạ minh rất vui vẻ ấn theo tốc độ này nhi tử trở thành kiếm đế đó chỉ là chuyện sớm hay muộn đông môn mộng dịu dàng cười nói đúng thế cũng không nhìn xem là ai đang dạy tầng tầng Hay, côn ca ta lại được mẫu thân biểu dương thật hiếu kỳ không biết hiện tại côn côn đã đạt đến thực lực gì rồi dạ minh thì thào nói ra nói không chừng đã có thể đánh bay ngươi rồi đấy vậy cũng tốt về sau liền không cần lo lắng cho bọn nhỏ nữa dạ minh rất vui mừng thực lực bọn nhỏ càng mạnh làm cha mẹ sẽ yên tâm dù sao huyền nguyệt đại lục này vẫn rất nguy hiểm giữa sân theo dạ tần tan biến vẻ mặt đại hư đột nhiên chìm xuống mình thế mà không tìm được vị trí của dạ tần dưới sự không chế của đại hư trên đại luận võ bằng đá xanh xuất hiện từng vết trách nhưng tốc độ của giả dạ tần quá nhanh đại hư không theo kịp nếu như có thể tìm được thân ảnh giả dạ tần vậy liền sẽ không thất bại đáng tiếc tần ca từ nhỏ cắn thuốc lớn lên cộng thêm có đại ca thế bờ thân chỉ đạo thực lực rất trâu bò a à, đại hư cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại phải giải quyết vấn đề này như thế nào từ sau khi đạt được thanh kiếm này đại hư liền tập trung tu luyện quanh nó đây đều là chuyện bình thường không có vấn đề tuy nhiên mặc dù đại hư phi hoa ngưu bức nhưng lúc gặp được địch nhân cường đại liền không còn thuận buồm xuôi gió như vậy tốc độ không theo kịp đây là chuyện không may giả tần nắm lấy cơ hội không cho đại hư bất kỳ cơ hội phản ứng nào đánh thẳng đến mặt đại hư xem ra dạ tần vẫn vô cùng nghe lời đại ca nhằm vào mặt mà đánh diệp ly và nhan mộ nhi thấy động tác của đệ đệ cũng là bó tay rồi phu quân đúng là một tên giám vương diệp ly cảm thấy phu quân rất giống cha đều là giám vương đại hư sầm mặt lại tay phải lập tức triệu hồi phi hoa hoành ở trước ngực tầm một quyền này dạ tần hung hăng đánh vào lưỡi kiếm khiến cho đại hư phải lùi lại mười bước được vinh dự là nam nhân có tiềm lực đột phá kiếm đế, hôm nay ở trên đài luận võ bị đánh đến nỗi phải lui 10 bước. Quả thật khiến cho mọi người phải hít sâu một hơi, tên Dạ tầng này quá lợi hại, nhìn đại hư một chút xem, căn bản không sức hoàn thủ, tốc độ, đó chính là thứ quyết định hết thảy, trong trận quyết đấu, tốc độ nhanh luôn có thể chiếm được tiên cơ, tốc độ của ngươi rất nhanh, đại hư trầm giọng nói ra, không còn ngạo mạn như lúc trước, hôm nay không thể thua. Nếu thua, vậy danh vọng của mình liền không còn từ đó sẽ chuyển tới người nam nhân này, y sắp trở thành người đánh bại kẻ có tiềm lực đột phá kiếm đế tương lai, dạ tần cũng không cảm thấy kiêu ngạo, so với đại ca, mình còn chưa đủ, dù sao bộ pháp này là do đại ca dạy, cũng được, dạ tần ăn ngay nói thật, thế nhưng câu nói này nghe như có một cổ ngưu bức tiềm ẩn, tần ca cũng trong lúc vô tình trang một đợt bức, bất quá là hoàn toàn xứng đáng, đại hương nhìn dạ tần, tâm tình đã chìm đến đáy cốc, như thế nào mới có thể phá tốc độ của y, dựa theo lão sư dạy, dùng mưu kế, dùng độc dược, lợi dụng địa hình, thế nhưng hiện tại những thứ này đều không dùng được, đáng giận. Chương 186, tần ca cuối cùng ngưu bức, học viện vô hư này đến cùng là thế nào? Đại hư, đừng hoảng hốt, tốc độ của y tuyệt đối không thể duy trì lâu, câu nói này xuất phát từ học viện Nhật Nguyệt, là tưởng tử diệt lên tiếng nhắc nhở, xem ra là muốn trả thù một phen. Dạ cô nghe xong cười khẽ một tiếng, nữ nhân ngu ngốc, ngươi cho rằng đệ đệ ta giống như ngươi sao, lúc còn bé, đều là là gặm thuốc thay kẹo. Bất quá câu nói này cũng thật nhắc nhở đại hư, di chuyển nhanh chóng như vậy khẳng định sẽ rất hao phí đạo lực, nếu như mình kiên trì một chút nữa, có lẽ sẽ có thể hao sạch đạo lực của y. Đại hư cũng không nói gì, kiếm chỉ dạ tần cũng không tính thôi động phi hoa dù sao cũng không có một chút tác dụng nào dạ tần cũng biết dụng ý của đại hư nhưng các ngươi có lẽ không biết tu vi dạ tần ta tuy thấp một chút thế nhưng đạo lực trong cơ thể lại rất dồi dào chỉ thấy dạ tần đột nhiên đứng trung bình tấn nắm tay phải đặt ở bên hông một cổ khí tức khiến người ta kinh ngạc lập tức hiện ra không chơi tốc độ với ngươi nữa sử dụng quyền pháp của đại ca nguyên chẳng thấy dáng vẻ của dạ tần liền kinh hô một tiếng chẳng lẽ tần ca định dùng một chiêu kia tần ca ngưu bức mới học bao lâu liền đã hiểu sơ gia long dạ cung đây là công thức quyền pháp thức thứ nhất đại chiêu cần đạo lực dồi dào tới chống đỡ nguyên chẩn cùng phong điền chỉ học được kiểu dáng nhưng không có đạo lực chống đỡ không thể phát huy ra uy lực cho dù là dạ tầng hiện tại cũng chỉ có thể phát huy một phần vạn tổn thương của chiêu thức này chỉ thấy bốn phía thân thể dạ tầng không gió mà bay bụi trần trên mặt đất theo đạo lực dạ tầng khuấy động bay lên không lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm dạ tầng có thể cảm nhận được một chiêu này của dạ tầng cường hãng đến cỡ nào đây rốt cuộc là quyền pháp gì quyền pháp thiên huyền sao ngay cả bùi thiên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc con trai của dạ minh quả nhiên mỗi tên đều là nhân vật hung ác trưởng tôn tuấn hiền thấp giọng nói ra thu hồi nụ cười lúc này dạ minh nhìn dạ tần phát uy trong lòng cực kỳ vui mừng con của mình dưới sự chỉ dẫn của công côn rốt cục tỏa sáng đông môn mộng cảm thấy quyết định anh minh nhất đời này của mình chính là đêm đó đã dừng xe ngựa lại ông công côn vào trong ngực tiểu công côn đáng thương của ta khi đó thật sự là tội nghiệp chết mất hiện tại vẻ mặt của đại hư đã thay đổi hoàn toàn dạ tần trước mặt như một đầu hổ điêu đang tụ lực phát động một chiêu cuối cùng nhưng đây cũng là cơ hội của mình Phi hoa trong tay tự hồ có thể cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân, phát ra tiếng khẽ kêu nhẹ nhàng, trên lưỡi kiếm bỗng nhiên nổi lên vệt trắng, Lưu Thiên Quyết, đại hư mãnh liệt đâm ra một kiếm này, tụ tập tất cả đạo lực vào bên trong phi hoa, trong sát na hào quang bắn ra bốn phía, mũi kiếm như liệt nhật, kiếm khí kinh khủng đâm thẳng tới Dạ Tần, hòn đá trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố, Dạ Tần khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú, trong miệng hô lên. Một quyền nghiêm túc, oanh, theo Dạ Tần oanh ra một quyền này, toàn bộ thế giới phản phất đều an tĩnh lại, dưới một quyền này, kiếm khí tiêu tán, cả người đại hư bị oanh xuống lôi đài, hung hăng đâm vào tường chính là loại kéo cũng kéo không ra kia toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh lặng dưới một quyền này tất cả công pháp đều mỏng manh như thế nhìn dạ tầng trên đài luận võ thân ảnh mạnh mẽ trắng rỏi ánh mắt kiên định quả thật rất có mị lực tầng ca ngưu bức nguyên chẩn lên tiếng hô to tầng ca uy vũ phong điền phản phất muốn kéo căng cuốn phổi ra hô tầng ca ta từ nhỏ đã bị ánh sáng côn ca che giấu mặc kệ đi nơi nào cuối cùng đạt được khen ngợi đều là côn ca 16 năm vào hôm nay tầng ca ta rốt cục uy vũ một lần theo nguyên chẩn cùng phong điền hò hét học viên xung quanh hô lên mặc dù không phải cùng một cái học viện thế nhưng một quyền kia của dạ tần quá chấn động lòng người mười vạn người lập tức hô to tần ca ngưu bức giả công nhìn đệ đệ bên trên đại luận võ lộ ra nụ cười đệ đệ đại ca đã nói sẽ biến ngươi thành cường giả toàn bộ thái kinh thậm chí toàn bộ đông u đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi phân tích sư thật không muốn nói cái gì liên tục ba lần bị đánh mặt học viện vô hư này rốt cuộc như thế nào không thể không nói đây là một trận luận võ rung động cũng khiến cho người ta ngàn vạn không nghĩ tới học viện vô hư dạ tần dùng ưu thế áp đảo chiến thắng nam nhân có tiềm lực trở thành kiếm đế đây là thành tựu lớn cỡ nào dạ tần ta cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi tần ca ngưu bức dạ côn cũng phục tên phân tích sư này ngươi thế nào cũng có thể ế được tinh thần nghề nghiệp đâu hết rồi ba uyển thanh thấy toàn trường người đều đang hô to tên của dạ tần trong đầu như nước biển quay cuồng từ lúc nào dạ tần trở nên mạnh như vậy thế mà từ trước đến giờ không nói với mình một câu lừa đảo dạ tần ngươi là một tên lừa gạt ta sẽ không để ngươi dễ chịu nhất định ba uyển thanh ta tại sao lại thảm như vậy mà dạ tần ngươi lại được tất cả mọi người reo hò ta không phục dạ tần ngụm lớn thở dốc một quyền vừa rồi đã tiêu hao tất cả đạo lực nhưng giống như đại ca nói dưới một quyền không ai có thể lập tức đứng đấy nếu để cho công ca tới oanh một quyền này chỉ sợ toàn bộ an khang châu đều sẽ biến mất đại ca thắng dạ tần nắm nắm đắm cười nói dạ công cho đệ đệ một cái ông xuất khí không hổ là đệ đệ của ta khụ 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 đại ca ông quá độc ác lưu chút khí lực ông tẩu tẩu tiểu tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi từng Dạ Tần ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, cha cùng mẫu thân hẳn đang ngồi ở một nơi nào đó đi, vừa rồi khẳng định cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì mình, đúng vậy, kiêu ngạo là có kiêu ngạo, nhưng đều là công lao của đại ca ngươi, còn may Dạ Tần không nghe thấy, bằng không lại bị tổn thương, học viện vô hư đã thắng 3 trận liên tiếp, thân là một học viên mới, đây đã là kỳ tích dĩ vãng chưa từng có, hai trận đấu sau đó, thế mà trút trúng Đông Tứ và Đát Từ, Đông Tứ và Đát Từ cũng ẩn giấu tốt tu vi của mình, dùng phương thức vô cùng gian nan, lấy được thắng lợi, chuyện này khiến Đông Tứ và Đát Từ lần nữa cảm thán, lão sư là làm sao làm được, đây cũng quá khó khăn. Theo học viện vô hư thắng liên tiếp 5 trận, toàn bộ học viện đều gấp 5 trận thắng liên tiếp, kỷ lục này chỉ từng xuất hiện ở học viện chân vũ bên kia, cho dù là học viện an kinh, cũng chỉ mới có được 4 trận thắng liên tiếp mạnh, học viện vô hư là đang giả heo ăn thịt hổ, tên viện trưởng đầu trọc kia tựa hồ càng ngưu bức hơn. Thật muốn nhìn thực lực của hắn mạnh đến mức nào thô danh sách trên đầu dạ công bay ra, cũng chỉ còn lại có hai tấm, học viện an kinh bên kia cũng bay ra một tấm danh sách, phân tích sư tự như là có đầu tường, hiện tại dùng đủ mọi cách ế công ca, học viện an kinh, ba uyển thanh học viện vô hư nhan mộ nhi phân tích sư đã làm tốt chuẩn bị các vị lại là học viện vô hư nhan mộ nhi là một trong hai nữ học viên của học viện vô hư còn là thê tử của viện trưởng nhìn tướng mạo liền có thể biết viện trưởng học viện vô hư hạnh phúc đến cỡ nào cưới được cô gái như vậy vậy khẳng định có thực lực siêu phàm nguyên bác mê người rõ ràng là nhan mộ nhi luận võ nhưng tên phân tích sư lại hướng về côn ca triển khai một trận loạn ấy chương một trăm tám mươi bảy nàng nhan mộ nhi đột nhiên yêu kiều cười một tiếng hướng phía dạ tần nói ra đệ đệ cần ta hạ thủ lưu tình không dạ côn kéo tay thê tử đệ đệ vất vả lắm mới đi ra được ngươi lại đi đâm vết thương đúng là không hiểu chuyện tẩu tẩu tùy ý là được quan trọng vẫn là vui vẻ dạ tần khẽ cười một tiếng biểu thị sự tình trước kia đã nghĩ thoáng không thể không nói năng lực thích ứng của tần ca vẫn rất mạnh việc này nếu đặt ở trên người một kẻ yếu ớt không có mấy tháng thật đúng là không thể bước ra được lúc này phân tích sư đã ế con ca xong liền bắt đầu ế công tẩu chư vị có lẽ có chỗ không biết thế tử dạ viện trưởng chính là đệ nhất mỹ nhân thái kinh dạ viện trưởng đúng là nhân sinh toàn thắng a giả dạ công bỗng nhiên quay đầu nhìn nguyên chẩn cùng phong điền nói ra nhìn người ta kìa học nhiều một chút nguyên chẩn cùng phong điền sững sờ có chút ủy khuất côn ca à ngươi cũng phải cho chúng ta cơ hội ế ngươi chứ nếu như ta đi làm phân tích sư ta cho ngươi biết ta có thể ế côn ca ngươi bay lên trời luôn theo hai nữ hài lên đài ánh mắt mọi người trên cơ bản đặt ở trên người nhan mộ nhi so sánh với nhan mộ nhi ba uyển thanh bình thường hơn rất nhiều phân tích sư cảm thấy cũng phải giới thiệu ba uyển thanh một chút mới được dù sao cha người ta vẫn rất ngưu bức đứng ở đối diện nhan mộ nhi mọi người hẳn sẽ không lạ lẫm chính là con gái của Thái thú An Khang Châu Kim đô quý ba đài ba uyển thanh toàn trường một mảnh náo động nguyên lai đây chính là ba uyển thanh mặc dù tướng mạo không bằng nhan mộ nhi thế nhưng lại có một người cha tốt nếu như vậy liền có thể bớt phấn đấu mấy trăm năm không may phu quân ba uyển thanh chết oan chết uổng tuổi còn trẻ liền phân tích sư còn chưa nói hết lời ba đài liền trầm giọng nói ra có thể bắt đầu rồi phân tích sư cũng là lanh mồm lanh miệng đâm chọc chỗ đau của người khác tuổi còn trẻ đã trở thành quả phụ chỉ thấy người xung quanh không thèm quan tâm quả phụ tốt ta rất thích quả phụ phu quân chết cũng không sao ta sẽ không ngại, khẩu vị của các ngươi thật thật nặng, ta chỉ cần là nữ là được rồi, một vài lời nói cũng truyền vào trong tai ba Uyển Thanh, lập tức mặt đỏ lên, nam nhân đáng chết. Không có người nào tốt lành cả, các ngươi đều đi chết hết đi. Đi chết. Chết 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 chết, Nhan Mộ Nhi trêu chọc tóc mai, chỉ một cái động tác nho nhỏ như vậy, liền khiến tất cả thiếu niên lang không áp chế nổi nội tâm sao động, không hổ là cửu vĩ miêu yêu, tùy tiện một động tác đều mang vũ mị thật sâu, phu quân, ngươi xem Mộ Nhi muội mùi quá không ra gì. Diệp Ly nắm lấy cơ hội liền tiến hành công kích Nhan Mộ Nhi và dạ công nhẹ gật đầu quả thật không tưởng nổi, Nhan Mộ Nhi biểu thị oan uổng, chuyện này không thể trách ta, người ta sinh ra đã là bộ dáng này, còn có biện pháp nào đây, ba Uyển Thanh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Nhan Mộ Nhi cười nhạt nói, ba Uyển Thanh nhìn chăm chú Nhan Mộ Nhi, lạnh giọng nói ra không liên quan tới ngươi, nếu như ngươi không làm những chuyện ngu xuẩn kia, nói không chừng quan hệ của chúng ta sẽ rất tốt, đáng tiếc, ngươi chọn sai nam nhân, đó chính là chỗ bẩn cả đời, cút. Đi chết đi ba uyển thanh trực tiếp nổi khùng chọn sai năm nhân chính là ba uyển thanh không may bị cái miệng của phan bình bình lừa gạt ba uyển thanh có thực lực kiếm sĩ xem như lợi hại nhưng lại không xuất trận trước xem ra cũng nhờ vào quan hệ của ba đài chỉ bằng ngươi còn muốn si tâm vọng tưởng với đệ đệ ta đúng là nằm mơ nhang mộ nhi không chút lưu tình đã kích người đàn bà không biết xấu hổ trước mặt đúng là làm bẩn thanh danh của nữ tử chỉ thấy trong tay áo ba uyển thanh đột nhiên xuất hiện một cái hộp gấm tất cả mọi người đều bị động tác này của ba uyển thanh làm bối rối nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ hộp gấm này chính là một cái ám khí nguyên bản ba uyển thanh dự định nếu như đối mặt với dạ tần liền cùng dạ tần đồng quy vu tần làm nguyên ương liều mạng nhưng không có đụng tới lại đụng phải nhang mộ nhi ba uyển thanh đang tức đến nổ phổi không có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp lấy ra ám khí ám khí là đồ vật không thể để lộ ra thậm chí còn là hành vi đáng xấu hổ người ở thái kinh tôn trọng tinh thần quang minh chính đại chết cũng không dùng ám khí mộ nhi cẩn thận và dạ công nhìn không được tức giận quát chỉ thấy trong hộp gấm bắn ra ba cây ngân châm nhỏ như sợi tóc trên ngân châm thoa đầy kịch độc cái chủng loại đụng một cái liền chết kia phốc phốc côn ca vẫn là chậm một bước ba cây độc châm chui vào trong thân thể nhan mộ nhi tất cả mọi người đều ngây người cho dù là ba đài đều bối rối diệp liên nhìn nhan mộ nhi thế mà ngã xuống trong lòng tràn đầy lo lắng mặc dù trong ngày thường xảo xảo nháo nháo nhưng cũng tính là bằng hữu huống chi đều ngủ trên một cái giường dạ côn cũng không tốt ông nhan mộ nhi ngã xuống đất vào trong ngực lúc này sắc mặt nhan mộ nhi tái nhật không có chút huyết sắc nào cặp mắt màu lam ảm đạm phai mờ phu quân mộ nhi sắp chết rồi ư tiếng hít thở của nhan mộ nhi yếu đi phản phất tùy thời đều sẽ mất mạng dạ côn gấp cũng không biết nên làm gì bây giờ sẽ không sẽ không chết có biện pháp phu quân mộ nhi không muốn rời xa ngươi khóe mắt nhan mộ nhi chảy ra hai hàng lệ nóng biểu lộ không nở xa trường phu nhìn xem dáng vẻ nhan mộ nhi suy yếu lại không nở con ca đỏ ngầu cả mắt lúc này diệp ly cũng tới cạnh nhan mộ nhi hốc mắt đỏ bừng lập tức nắm chặt cổ tay nhan mộ nhi xem xét tình huống chỉ cần là độc vậy liền có biện pháp giải cứu cmn nguyên chẩn đi theo ta giết chết nữ nhân không biết xấu hổ này phong điền bạo phát tính tình thế mà dùng độc châm làm tổn thương công tẩu công tẩu hình như sắp không xong Bình thường Nhan Mộ Nhi thuộc về loại tương đối thích chơi, không có việc gì liền chọc hai tên phong điền cùng Nguyên Chẩn, mà Diệp Ly lại ổn trọng hơn rất nhiều, muốn nói quan hệ với ai tốt hơn, khẳng định là Nhan Mộ Nhi. Bây giờ thấy con tẩu sắp chết, hai người trực tiếp xách băng ghế dưới chân lên, gương mặt của Ba Uyển Thanh ra 61 bình tĩnh, giống chuyện mình làm là đương nhiên. Ba Uyển Thanh dạ từng gầm thét một tiếng, không ngờ nữ nhân này hiện tại lại ác độc như thế, thế mà hạ thủ với thê tử đại ca. Ba Uyển Thanh nhìn về phía Dạ Tần, phản phất đang nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ khiến cho Dạ gia ngươi chết sạch. Nhưng vào đúng lúc này, hai bóng người cũng rơi xuống, dĩ nhiên chính là Dạ Minh và Đông Môn Mộng. Tràn diện trong nháy mắt liền ngưng kết lại, Ba Uyển Thanh có thể cảm nhận được Dạ gia mang tới sát khí, không khỏi lui về phía sau. Dạ Công thấy nữ nhân đáng chết kia lại muốn chạy, lập tức ma sát chiếc nhẫn. Cmn. Hôm nay ngươi chết chắc. Theo Dạ Công xoa chiếc nhẫn, bầu trời phản phất bùng cháy khí tức kinh khủng vần quanh bầu trời đấu võ trường thấy cảnh này chỉ cần người có hiểu biết một chút liền hiểu đây là thần kiếm buông xuống vẻ mặt bùi thiên rất kém cỏi nếu như không phải trở ngại ba đài ông ta đã ra tay rồi chương 188, hù chết bảo bảo con gái của ngươi ngươi tự mình giải quyết bùi thiên nhìn về phía ba đài lạnh giọng nói ra trưởng tôn tuấn hiền thở thật dài thì thào nói ra trong sự kiện lớn thế mà lại xuất hiện loại chuyện này ba thái thú không nên hạ quan sơ sẩy không biết dạy con khiến tam hoàng tử không vui vẻ mặt ba đài cực kém thật không nghĩ tới, nữ nhi lại xúc động đến loại tình trạng này. Ngu mùi đến cực điểm, nguyên bản còn muốn để nữ nhi biểu hiện tốt một chút, hiện tại biểu hiện thật đúng là khiến cho người ta kinh ngạc. Ba thái thú, không phải bản hoàng tử không vui, mà là dạ công kia muốn chém chết tươi con gái của ngươi, đây mới là chuyện không vui. Ba đài chắp tay, nhìn về phía luận võ đài, ánh mắt kiên định, nữ nhi nhất định phải cứu cứu. Không thể nhìn biển thanh chết dưới thần kiếm như vậy, ba đài lập tức nhảy lên, đi thẳng tới trước mặt nữ nhi, ba uyển thanh thấy cha ra cửa, lập tức có niềm tin, cha. Những người này muốn giết con, con, ba, ba uyển thanh còn chưa nói hết lời liền bị ba đài hung hăng tác một cái nhìn chuyện tốt con làm kìa con muốn cha tức chết sao ba Nguyễn thanh bụng mặt khó tin nhìn cha cũng không có nhận rõ sai lầm của mình thậm chí khẽ kêu ra cha rõ ràng là bọn họ đang khi dễ nữ nhi vì sao người lại đánh con ba đài ngươi giết con dâu ta ta không đội trời chung với ngươi tay phải dạ minh tức vừa nắm nguyên bản thương không hỏa hồng lập tức gió nổi mây phun Hai cổ lực lượng hủy thiên diệt địa sắp hiện ra ở trước mắt mọi người, và dạ gia phụ tử đồng thời triệu hoán thần kiếm, chỉ sợ tất cả mọi người không ngờ tới, nếu chuyện này không giải quyết tốt, sẽ phải lấy mạng đến thương. Các học viện lớn xung quanh đều trầm mặc, phụ tử nhà này đúng là hai tên yêu nghiệt, nhìn thương khung hiện tại xem, tình cảnh như tận thế, toàn bộ An Khang Châu đều bao phủ ở bên trong một cổ sát ý, Bùi Thiên làm viện trưởng, lúc này không thể không đứng ra việc này do ba uyển thanh gây nên vậy nên gánh chịu hậu quả tương ứng phụ tử dạ gia dạ, các ngươi không cần tức giận tuyệt đối cho các ngươi một cái công đạo nói xong bùi thiên liền nhìn về phía ba đài ngươi còn chưa động thủ sao chẳng lẽ muốn để cho ta tới sao bàn tay ba đài đang run rẩy mà ba uyển thanh nhìn bóng lưng của cha thì thào nói ra cha người muốn giết nữ nhi sao vì bọn hắn người muốn giết nữ nhi sao ba đài chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ nhi trong ánh mắt che kín tơ máu tất cả mọi người đang buộc cha ngươi uyển thanh hồ đồ a chỉ thấy bàn tay ba đại ngưng tụ một thanh kiếm vô hình xuất hiện xoạt một cánh tay mang theo máu tươi xuất hiện ở trong mắt mọi người ba đài bàn tay lớn vừa nắm kiếm nhận ngưng tụ thành một đoàn vệt trắng hất lên tầm cánh tay ba uyển thanh biến mất tay của con tay của con cha người chặt tay của con a a a ba uyển thanh khó có thể tin nhìn cha gào thét máu tươi văng khắp nơi ba đại tranh thủ thời gian đỡ lấy nữ nhi sắp ngã đau lòng khó nhìn cha đây cũng là đang cứu ngươi dạ côn lạnh giọng quát ngươi cho rằng một cánh tay liền có thể chống đỡ mạng của nữ nhân ta sao không có khả năng quả thật tất cả mọi người cảm thấy con gái của ngươi giết thê tử của người ta ngươi lại chỉ chặt một cánh tay tay của nữ nhi ngươi đáng giá như vậy sao cha đừng có giết con cha và người con không muốn chết sắc mặt ba uyển thanh tái nhật vô lực hô hào dạ côn sát ý đã quyết lạnh giọng nói ra đã ngươi không nỡ bỏ vậy liền để cho ta tới bùi thiên không có ngăn cản dạ côn ký văn sơn cũng không có ngăn cản trưởng tôn tuấn hiền càng sẽ không ngăn cản giết người thì đền mạng đây là thiên đạo cũng là vương pháp hiện tại vẻ mặt ba đài dữ tợn nội tâm đang điên cuồng dãy dụa nhìn xem nữ nhi hư nhược bàn tay ba đài đang run rẩy nhưng vào đúng lúc này ta mộ nhi có mặt bảo y ta cho đông môn mộng đột nhiên kinh hô một tiếng sau đó dạ côn chỉ nghe thấy âm thanh kinh ngạc của nhang mộ nhi tây vậy ư ừ, đúng vậy ngươi xem một chút ám khí kia đều bị chặn đông môn mộng giật mình nói ra ai nha mẫu thân làm con sợ muốn chết con còn tưởng rằng mình sắp chết rồi, diệp ly biểu lộ là như vậy, vừa rồi kiểm tra thân thể nhan mộ nhi liền biết, một chút chuyện đều không có, hoàn toàn là giả ra, nhìn một chút, thế mà đang cùng mẫu thân kẻ sướng người họa, tội nghiệp cung ca và phụ thân, còn không biết, bộc lộ chân tình, phu quân, ngươi nhìn ta, không có việc gì vậy? thật thần kỳ, nhan mộ nhi đứng dậy, hướng dạ cung cách đó không xa giơ giơ tay lên, nào giống một kẻ hấp hối sắp chết, còn nhảy nhót tưng bừng mọi người thấy nhan mộ nhi đứng lên liền nhẹ nhàng thở ra một hơi nữ hài tử xinh đẹp như vậy nếu như hương tiêu ngọc vẫn vậy thì thật đúng là đáng tiếc thế nhưng ba đài nhìn thấy nhan mộ nhi đứng lên vẻ mặt liền cứng đờ ánh mắt lại mang theo lửa giận mà ba uyển thanh thấy nhan mộ nhi thế mà không có việc gì đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi sau đó hôn mê côn tẩu à ngươi dọa giết chúng ta côn ca đều sắp bị ngươi dọa khóc nguyên chẩn vỗ vỗ ngực đúng là vạn hạnh giả công tự hồ đã biết mộ nhi nghịch ngợm vừa rồi là đang giả vờ ngay cả mình cũng bị lừa rồi thế nhưng nàng giả quá giống như thế tính toán cánh tay kia của ba uyển thanh chẳng phải đã chém uổng dạ minh liếc mắt nhìn thê tử ngươi nói sớm a à. đông môn mộng biểu thị nói sớm ngươi liền sẽ cười trừ dạ tần nhẹ nhàng thở ra sau này tẩu tẩu đừng đùa kiểu này đại ca ta kém chút nổi khùng rồi phu quân ngươi làm sao lại khóc nội tâm nhan mộ nhi cười đến nở hoa tiểu trọc đầu thật là đáng yêu rất thích a à vừa rồi đều khóc dạ côn thật muốn giáo huấn thê tử thật tốt không biết như thế sẽ dọa người ta chết khép ở sao nhưng bây giờ vẫn phải nói chút gì đó dù sao vừa rồi ba đài đều sắp ra tay thủ tiêu nữ nhi của mình mộ nhi đứng lên thật rất đúng lúc dạ lập tức quát mộ nhi Nàng làm sao không kiểm tra thân thể mình một chút? Chẳng lẽ không biết chúng ta rất lo lắng hay sao? Phu quân, Mộ Nhi biết sai, vừa rồi cũng là bị hù dọa, cho rằng mình phải chết, cũng may mẫu thân nhắc nhở một chút, ta mới phản ứng được, quá xúc động. Quá bất cẩn. Về sau phải chú ý hơn, biết không? Biết rồi, phu quân, nhan Mộ Nhi ủy khuất nói ra, thật đúng là phu sướng phụ tùy, Dạ Côn hướng phía Bùi Thiên chắp tay nói ra, tốt, không sao, cuộc thi đấu vẫn tiếp tục, Dạ Minh và Đông Môn Mộng cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp quay trở về tại chỗ, hai thanh thần kiếm cuối cùng vẫn không có hạ xuống, nhưng cho dù không có hạ cũng khiến những học viên này mở rộng ánh mắt, đều đứng ở chỗ này làm gì, xuống A, đừng quấy rầy người khác luận võ, thật là, phải có tâm thành tính mới được, côn ca nói hiên ngang lẫm liệt, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì vậy, trong lúc dạ côn quay người chuẩn bị đi xuống, ba đài đột nhiên trầm giọng hỏi. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao, dạ côn quay đầu nhìn ba đài, âm u nói ra, ba thái thú, ngươi hẳn nên vui mừng vì thê tử ta không có việc gì, bằng không kết quả sẽ không giống như hiện tại đâu, chương 189, yêu cầu này rất quá đáng nha. Ba đài đột nhiên cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo hận ý dạ côn ngươi không hổ là hài tử ưu tú nhất huyện thái tây thật vô cùng ưu tú nói đến phần sau trên cơ bản chính là cắn răng nghiến lợi nói ra dạ côn không nói gì người làm việc liền phải chịu trách nhiệm lúc con gái của ngươi xuất ra ám khí nên nghĩ đến hậu quả nhưng mà đây đã là hậu quả tốt nhất mà ba uyển thanh kia đầu tiên là phát hiện bị nam nhân lừa gạt sau đó không có hài tử muốn hợp lại cũng thất bại cuối cùng còn cục tay những ngày này nhân sinh ba uyển thanh đã không thể dùng chữ thảm để hình dung đoán chừng còn khó chịu hơn việc trực tiếp giết nàng ba đại hướng phía bùi thiên chắp tay nói ra ta dẫn tiểu nữ trở về chữa thương trước chờ một chút bùi thiên nhanh chóng hô ba đại ông nữ nhi cũng không có quay người bùi thiên từ tốn nói ba uyển thanh tự mình sử dụng ám khí bại hoại thanh danh học viện từ giờ trở đi ba uyển thanh không còn là học viên học viện an kinh không thể không nói bùi thiên coi trọng thanh danh học viện mình hơn tất cả lúc trước vì thanh danh còn đuổi công ca đi hiện tại ngay cả ba uyển thanh cũng đuổi đi ba đại nghe xong không nói gì ông nữ nhi rời khỏi đấu võ trường tiếp tục tranh tài bùi thiên trầm giọng nói ra tâm tình quả thật không tốt chuyện này truyền đi sẽ là một lần đã kích danh dự đối với học viện an kinh mất một tay đơn quả thật đã tiện nghi dạ côn bên này diệp ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhan mộ nhi nhan mộ nhi đều bị nhìn run rẩy nhìn không được nói ra làm gì lần sau có chơi vui như vậy gọi ta nhớ năm đó diệp ly cùng đệ đệ cũng rất biết chơi nhan mộ nhi trận trắng mắt nhìn diệp ly cái gì chứ ta nào có chơi chớ nói lung tung dạ côn đương nhiên nghe thấy được mộ nhi chiêu này chơi rất tốt mạnh mẽ khiến ba đại chặt đứt một tay của ba uyển thanh giúp cho đệ đệ thở ra một hơi bất quá ba uyển thanh không xuất ra ám khí cũng sẽ không khiến mộ nhi bắt lấy cơ hội tiểu kiều thê mộ nhi rất thông minh lúc này dạ minh và đông môn mộng cũng không tiếp tục xem nữa chuẩn bị trở về mộng mộng nàng nói ly nhi cùng mộ nhi đến cùng có thân phận gì dạ minh đột nhiên hỏi kỳ thật đông môn mộng cũng có thể cảm giác được nhưng cũng không có điểm phá nếu phu quân nói vậy liền hảo hảo tâm sự thân phận ly nhi mê ly ta cũng không có tra ra tin tức gì có lẽ nói tới đều là giả vậy ly nhi tiếp cận côn côn của chúng ta đến cùng là vì sao ly nhi tướng mạo xuất chúng Công công cầm một kim tệ liền mua xuống, ta vẫn tin, dạ minh tưởng tượng lấy, diêm vương ta sao lại không đụng tới chuyện tốt như vậy chứ? Làm sao toàn là một mình công công đụng phải, cũng đúng, tiếp cận công công cũng nên có mục đích, chỉ có thể nói, tiếp cận công công là vì điều tra ngươi đi, ta có cái gì tốt để điều tra, tai mắt của đám người kia không phải mỗi ngày đều nhìn sao, thật khiến người ta hao tổn tâm trí, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, ly nhi đối với công công tự hồ cũng không có ác ý, đúng thế, mộ nhi càng kỳ quái hơn, dạ minh hơi khẽ cau mày, như thế nào? Trong ngày thành hôn, thái độ của Mộ Nhi đối với Nhan Thừa Thiên có thể nói là một trời một vực, ta đã điều tra một thoáng, lúc trên đường tới, Mộ Nhi cùng thị nữ là muốn đào hôn, nhưng lúc đến đây thì thị nữ chết rồi, Mộ Nhi lại có chuyển biến dị thường. Đông Môn mộng thở dài thật sâu chẳng lẽ ý của ngươi là Mộ Nhi thật đã chết. Đây là Mộ Nhi là giả, cũng chỉ là một loại suy luận, không chứng cứ gì cả, nếu thật là giả, vì sao cũng muốn tiếp cận công công chúng ta? Thậm chí còn gả cho nó, dạ minh thật không nghĩ ra hoàn toàn không hề có động cơ từ tình huống hiện tại này xem ra ly nhi cùng mộ nhi vẫn rất tốt với côn côn vừa rồi mộ nhi cũng là giúp đỡ tần tần thở một hơi nàng không cảm thấy như thế là muốn lấy được tín nhiệm của chúng ta sao đông môn mộng không nói gì phu quân nói không phải không có đạo lý trước nhìn kỹ hẳn nói đi côn côn cũng không phải đồ đần có thể thấy rõ ràng côn côn còn gạt chúng ta đây tài những hài tử này thật đúng là không có cách nào Dạ Minh đột nhiên nắm tay nhỏ của Đông Môn Mộng, chuyện này khiến Đông Môn Mộng nghi hoặc nhìn Dạ Minh, ta ừm, đã lâu rồi không có nắm tay, nhìn bộ dáng thấp thỏm của trượng phu, Đông Môn Mộng yêu kiều nở nụ cười, Dạ Minh hừ một tiếng, không nắm thì không nắm, thật là hẹp hòi, vừa mới buông thê tử ra, Đông Môn Mộng chủ động kéo cánh tay Dạ Minh lại, nhẹ nhàng dựa vào, chuyện này khiến Dạ Minh vui vẻ không thôi, đừng cao hứng, nhìn ngươi gần đây nghe lời, không có loạn mua hàng giả, ban thưởng, mộng mộng, vậy chúng ta phải tán gẫu một thoáng, những thứ kia, im miệng, có ngay đấu võ trường bởi vì ba quyển thanh phạm quy nhang mộ nhi thu được thắng lợi phân tích sư phấn khởi hô sáu trận thắng liên tiếp học viện vô hư thu được sáu trận thắng liên tiếp trời ạ à, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây học viện vô hư cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ chẳng lẽ lần này sẽ xuất hiện liên thắng tám trận sao kỷ lục kia sẽ không có ai có thể phá vỡ được hiện tại bùi thiên hận không thể giết chết tên ế cẩu này miệng đều là học viện vô hư giờ phút này dạ côn bên này lần nữa bay ra một tấm danh sách học viện an kinh bên kia cũng bay ra một tấm học viện an kinh An Nữ Lan học viện vô hư, Diệp Ly lại là học viện vô hư, liên tục 7 trận. Chẳng lẽ đây là đã định trước sao? Lần này chính là Diệp Ly học viện vô hư. Đồng dạng cũng là thê tử dạ viện trưởng, không thể không nói, dạ viện trưởng đã hưởng hết tệ nhân chi phúc, hai vị kiều thê đều mỹ mạo như thế, thân là nam nhân, ta quả thật hâm mộ dạ viện trưởng, thế nhưng, học viện An Kinh là có An Nữ Lan. Đệ tử quan môn của phó viện Thiên phú cực cao, năm nay mới 15 tuổi, liền có được thực lực kiếm sư. Dưới sự dạy bảo của phó viện, tuyệt đối có thể trở thành kiếm đế, bất quá chỉ sợ Diệp Ly cũng không đơn giản, dù sao cũng là thê tử già viện trưởng, muốn chiến thắng, chỉ sợ cần một chút dũng khí, phân tích sư nói xong vô thức nhìn thoáng qua chủ vị, vừa vặn gặp ánh mắt Bùi Thiên, bị dọa đến mức lập tức quay đầu, mồ hôi đầy trán, mình đã nói, công tẩu, cố gắng lên, tẩu tẩu, cố gắng lên, tỷ tỷ, nhất định phải thắng Diệp Ly đứng dậy, mang theo mỉm cười nhìn công ca, làm gì, nhìn ta như vậy, dạ công cảm giác Diệp Ly không có lòng tốt, hôn ta một cái ta. À dạ con sợ ngay người không nghĩ tới ly nhi lại có yêu cầu quá phận như thế nào chỉ là dạ con bọn người dạ tần cũng mộng bức con tẩu trực tiếp như vậy à rất có dũng khí a à. nhan mộ nhi thầm nghĩ dịp ly xảo quyệt mình sao không nghĩ ra một chiêu này chứ quá chủ quan rồi nhiều người như vậy trở về bao ăn no và dạ cung thấp giọng nói ra cung ca ta cũng biết thẹn thùng đấy một chút yêu cầu này phu quân cũng không thể thỏa mãn ta sao dịp ly ủy khuất nói ra dạ cung không biết nói gì về nhà hôn với hôn ở đây có gì khác nhau sao thế nhưng thê tử đã sắp lên sân được rồi tiện nghi thê tử một lần vậy chương 190, phong thủy luân chuyển dạ cung nhanh chóng bẹp một phát lên trên mặt dịp ly tốc độ kia phản phất như bị uy hết thờ đến tính mạng vậy Diệp ly cũng là một mặt ngượng ngùng vừa rồi cả gan đưa yêu cầu không thể thua nhang mộ nhi được toàn trường nhìn con ca tú một đợt đúng là kém chút đã chủ động lên có thê tử xinh đẹp rất gây gấm ư liền có thể hôn hôn giữa thanh thiên bạch nhật còn hôn nhanh như thế nhìn chẳng thấy gì cả mọi người cũng là giận mà không dám nói gì trong tay con ca còn nắm thần kiếm ai dám làm loạn theo hai cô bé ra sân đám nam hài tử liền được một phen chiêm ngưỡng tiến hành so sánh so tới so lui vẫn cảm thấy thê tử già viện trưởng đẹp mắt này có thể làm sao được luôn là cảm thấy thê tử người khác tốt ha 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 thật xấu hổ a à, học viện an kinh an ngữ lan thỉnh giáo học viện vô hư diệp ly thỉnh giáo An Nữ Lan cũng không có dùng kiếm, mà chỉ bày ra quyền thức. Diệp Ly lạnh nhạt hỏi, làm sao không sử dụng kiếm? Công bằng. An Nữ Lan lạnh nhạt nói ra. Diệp Ly cảm thấy, người đối đầu với ta, đây vốn đã là một chuyện không công bằng rồi vậy thì tới đi. Diệp Ly dùng đến quyền pháp giả công dạy tiến hành chiến đấu. Hai cô bé lập tức cuốn quyết lấy nhau. Giả công cẩn thận suy nghĩ lấy. Diệp Ly trước đó nói, biết một chút. Này chỗ nào biết một chút chứ? Rõ ràng giống như đã trải qua bách chiến rồi, còn có Mộ Nhi ra sân không có một chút nhút nhát, thậm chí còn có tâm tư chơi hai vị thê tử này của mình xem ra đều không đơn giản thực lực càng là một chuyện bí ẩn xem ra cần phải thăm dò một thoáng giữa sân diệp ly bỗng nhiên đặt nắm đấm ở bên hông chăm chú nhìn an nữ lan xem ra là muốn chơi một quyền nghiêm túc an nữ lan khẽ thở dài một cái nữ hài tử này xác thực mạnh hơn mình cho dù dùng kiếm cũng không có cách nào chiến thắng ta nhận thua an nữ lang trầm giọng nói ra một quyền này đánh xuống chỉ sợ mình sẽ bay mất diệp ly cũng lộ ra ánh mắt tán dương nữ hài tử rất tự biết mình theo an nữ lang nhận thua học viên học viện an kinh có chút không bình tĩnh sư tỷ không sử dụng kiếm thua cũng là chuyện thường đúng vậy nếu như sư tỷ dùng kiếm vậy liền sẽ không thua sư tỷ quá khiêm nhường dạ công nghe thấy âm thanh xung quanh thầm nghĩ nữ hài tử này thông minh ngay từ đầu liền biết mình sẽ thua dứt khoát liền kiếm đều không cần như vậy cho dù thua người khác cũng sẽ cảm thấy dùng kiếm liền sẽ có thể thắng diệp ly hướng phía dạ công cười cười dạ công hướng phía diệp ly vẫy vẫy tay diệp ly vui sướng chạy tới còn không có kịp phản ứng liền bị côn ca ông vào trong ngực hung hăng hôn một cái toàn trường nhìn côn ca tú ân ái thật muốn đánh hắn rất phân diệp ly bị làm trở tay không kịp đều không biết mình ở nơi nào tiểu trọc đầu này xấu lắm trẻ tuổi thật sự tốt cái gì cũng dám làm trưởng tôn tuấn hiện cười khẽ một tiếng ký văn sơn chắp tay nói ra người trẻ tuổi bây giờ quả thật không còn bảo thủ năm đó lúc ta còn trẻ cùng nữ hài tử đi cùng một chỗ đều sẽ đỏ mặt nhìn con trai già dạ da một chút đúng là cây con mắt trưởng tôn tuấn hiện hơi hơi che mắt bất đắc dĩ lắc đầu ký văn sơn cười cười không nói gì thật sự là hâm mộ những người trẻ tuổi này, người đã già, muốn làm cũng không làm nổi, đại ca, đại ca, như thế được rồi, dạ tần ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, đại ca khẳng định điên rồi, dạ con đúng là điên rồi, cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, cày, ly nhi đều dán ở trên người mình không đi, bên cạnh còn có mộ nhi đang ăn giấm, được rồi được rồi, nếu lại hôn mộ nhi, con ca ta sợ những người này sẽ nổi khùng đi, dạ con cảm giác, trận đấu tiếp theo nhất định là mình lên, kết quả không nghĩ tới thế mà không phải nhìn từng trận tranh tài diễn ra dạ côn có hiểu biết mới đối với các học viện lớn mỗi học viện đều có phương pháp dạy của mình giống như học viện mình có công thức quyền pháp vậy chẳng qua là công thức quyền pháp quá lợi hại nhất là đại chiêu cuối cùng hoàn toàn có thể miễu thiên miễu địa trấn an diệp ly đừng nằm ở trong lòng ngực của mình như thế nhiều người nhìn như vậy chờ buổi tối hôm nay trở về người muốn nằm kiểu gì cũng được nghĩ như thế côn ca đều muốn ngủ kỳ thật đã thắng liên tiếp 7 trận dạ côn có lên đấu hay không đều không quan trọng hiện tại đanh ngạch đệ nhất đã nắm chắc trong tay trừ học viện của mình ra không còn học viện nào đạt được tam liên thắng nữa, tối đa chỉ là nhị liên thắng. Tương đối thú vị chính là, An Khang Châu chỉ có ba cái danh ngạch, thế nhưng học viện Nhật Nguyệt lần này thế mà thành một con ngựa ô, năm tháng ba bại, trong đó hai bại đều nằm ở trong tay dạ côn, thành tích học viện Chân Vũ cũng là năm tháng ba bại, thành tích ngang với học viện Nhật Nguyệt, mà học viện An Kinh thế mà lạnh. Bài danh đệ tứ Thành tích bây giờ là 4 tháng 3 bại, chỉ còn lại một trận cuối cùng, nếu như thua, như vậy danh ngạch kiếm trũng năm nay, học viện An Kinh mất rồi. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây một trận cuối cùng này, côn ca còn chưa lên dạ công cảm thấy đây là hy vọng lão thiên ban cho mình lúc này bùi thiên không thể bảo trì bình tĩnh được nữa bởi vì ba uyển thanh một trận thắng cứ thế chấp cánh bay đi hiện tại thắng còn có thể cùng học viện chân vũ học viện nhật nguyệt tranh đoạt một thoáng nhưng nếu như thua học viện an kinh gánh không nổi bùi thiên nhìn một tên học viên sau cùng mặc dù là một kiếm sư nhưng bùi thiên cảm giác y cũng không phải là đối thủ của dạ công nếu như dạ công không nhường như vậy học viện an kinh liền sẽ trở thành trò cười địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng tên dạ công kia sẽ nương tay sao bùi thiên cảm thấy sẽ không trước đó còn đuổi hắn đi trong lòng khẳng định tức giận, hận không thể nhìn mình bị chê cười. Nào chỉ là giả công chờ chế dễu, mỗi một học viện đang ngồi đều chờ học viện An Kinh biến thành trò cười, dù sao học viện An Kinh xưng bá An Khang Châu quá lâu, cuối cùng có cơ hội nhìn một màn như thế, dĩ nhiên đều hy vọng trở thành sự thật. Viện trưởng, xem ra năm nay xảy ra biến cố rồi, danh sách này có chút nguy hiểm, trưởng Tôn Tuấn Hiền nhẹ nhàng cười một tiếng, Bùi Thiên cũng không để ý tới trưởng Tôn Tuấn Hiền, hướng phía Quan Thanh nói ra đi tìm giả công nói chuyện, cho dù hiện tại giả công thua một ván, cũng sẽ đứng ở vị trí đệ nhất ít nhất có thể tranh thủ cơ hội có thể bán mặt mũi một lần vậy là tốt nhất quan thanh kỳ thật không muốn đi quá mất mặt trưởng tôn tuấn hiền nghe xong cười một tiếng không nghĩ tới bùi thiên viện trưởng đại danh đỉnh đỉnh đều sẽ làm như vậy vì học viện thật là có được giảng được quan thanh gọi an nữ lan tới trước mặt đi tìm Dạ cô nói chuyện ta an nữ lan kinh hô một tiếng quan thanh ra hiệu an nữ lan đừng lớn tiếng như vậy kỳ thật an nữ lan cũng không muốn đi tìm Dạ côn, trước đó còn muốn bắt hắn hiện tại lại đi cầu hắn cảm giác rất mất mặt thế nhưng lão sư đã nói rồi vì học viện an kinh mình phải đi ánh mắt giả dạ côn vẫn luôn đặt ở học viện an kinh bên này trong lòng vui vẻ ngồi không yên rồi đi muốn tới cầu côn ca à chương 181, nguyên chuẩn trận đầu nếu như giả dạ côn không lên thì phải đi tìm một người thay thế mới được thế nhưng ở bên trong học viện vô hư căn bản không có học viên nào khác phi tuyết phát dục quá nhanh không được đại ca làm sao bây giờ nhân số chúng ta không đủ giả dạ tận lo lắng hỏi thay đổi bất thình lình có phải nhằm vào phía học viện bọn họ hay không đúng vậy đó phu quân ta cảm thấy không thích hợp nhan mộ nhi thấp giọng nói ra trực giác miêu yêu vẫn rất nhạy bén dạ con nhíu chặt lông mày mình cũng có cảm giác như vậy huống chi là bọn họ đây con ca hay là ngươi cũng tham gia đi nguyên chẩn đề nghị phong điện lại nói thế nhưng lúc trước không có tình huống viện trưởng tham dự lúc này dạ minh và đông môn mộng có chút không vui xem ra có người nhằm vào côn côn của chúng ta đông môn mộng trầm giọng nói ra dạ minh xem thường lại cười nói mộng mộng nàng không cảm thấy côn côn chúng ta ra sân là chuyện tốt sao phu quân ngươi nói là ánh mắt đông môn mộng sáng lên đúng vậy côn côn chúng ta có thể nhịn như vậy nhưng nếu như lên trên đấu võ trường hắc Đông môn mộng cũng cười theo, côn ca hoàn toàn không biết, cha cùng mẫu thân hận không thể nhanh đẩy mình lên sân khấu, sau đó bại lộ thực lực cùng ngồi chờ chết, còn không bằng chủ động xuất kích, dạ côn đứng dậy chắp tay nói ra viện trưởng, quy củ đột nhiên đổi, khiến cho ta hết sức kinh ngạc. Bùi Thiên nhìn về phía Dạ Côn, nhàn nhạt hỏi Dạ viện trưởng có đề nghị gì, nguyên bản đã nói 7 người, hiện tại đổi thành 8 người, mà ta bên này nhân số ít, vậy phải làm sao bây giờ chỉ thấy côn ca vừa nói vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên tay phải nụ cười trên khóe miệng phản phất đang nói muốn thử thần kiếm của ta sao trưởng tôn tuấn hiện bỗng nhiên cười nói dạ viện trưởng tự mình xuất mã cũng được bùi thiên biến sắc tự hồ rất không vui dù sao đây cũng là học viện của ông ta vậy cũng chỉ có thể như thế dạ côn bất đắc dĩ nói ra chỉ sợ đây đã là kết quả tốt nhất ta không tán thành ta cũng không tán thành chỉ thấy hai vị viện trưởng khác đột nhiên đứng dậy phản đối, trưởng Tôn Tuấn Hiền không nói chuyện, giao sự tình cho Bùi Thiên tới xử lý, hai vị có ý gì? Bùi Thiên hỏi, nghe nói dạ viện trưởng có một thanh vũ khí tốt, nếu như tỷ thí, vậy sẽ bất công với những học viên khác, Bùi viện trưởng, dạ viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng, nào có thể tham dự, trước kia cũng chưa từng có chuyện như thế, không đợi Bùi Thiên nói chuyện, dạ công lần nữa đứng dậy nói ra. Hai vị viện trưởng ta có thể không dùng vũ khí hơn nữa tuy ta là viện trưởng nhưng trên con đường tu luyện cũng đi chưa được bao xa ngay cả quy củ bảy người còn có thể đổi đề nghị nho nhỏ này hẳn không thành vấn đề chứ kỳ thật hai vị viện trưởng là sợ dạ công dùng thần kiếm nên mới lo lắng nếu như dạ công cam đoan không dùng vậy liền không thành vấn đề nếu dạ viện trưởng đã nói như vậy vậy ta tán thành ta cũng tán thành dạ công chấp tay biết ý tứ của hai người loại đồ vật như thần kiếm quả thật rất có tính uy hết thờ đại ca vậy ngươi tham gia tổ kiếm sĩ đi dạ tần đề nghị đại ca yếu như vậy nếu như không dùng thần kiếm sợ là sẽ bị khi dễ bảo đại ca tu luyện đại ca lại không tu luyện đúng là lo lắng muốn chết dạ côn không có phản đối nhẹ gật đầu tổ kiến sĩ tốt một chút đến lúc đó dùng mưu thắng là được rồi về phần dùng mưu như thế nào hiện tại dạ côn còn chưa nghĩ ra thần kiếm có thể bại lộ thế nhưng thực lực lại không thể lộ hiện tại bắt đầu chia tổ mời các vị viện trưởng nộp danh sách cho ta dạ côn đã chuẩn bị xong danh sách phân tổ danh sách kiếm sĩ chính là dạ côn nhan mộ nhi nguyên chẩn phong điền danh sách tổ kiếm sư chính là Diệp ly dạ tần đông tứ và đát từ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thắng nhiều đệ nhất cho nên chỉ cần duy trì thắng lợi là được cầm tới danh ngạch kiếm trũng thu được một thanh kiếm thuộc về mình kỳ thật dạ côn vẫn rất chờ mong thậm chí vượt qua thần kiếm nói thật cho đến bây giờ vẫn chưa thấy qua kiếm của cha cùng mẫu thân bùi thiên cất kỹ tất cả danh sách sau đó đưa tay hất lên chỉ thấy hơn một trăm tấm danh sách phiêu phụ ở trên không đấu võ trường sau đó chậm rãi hạ xuống treo ở trên đỉnh đầu từng cái học viện nhưng vào đúng lúc này bên phía dạ côn bay ra một cái danh sách mà học viện bên cạnh dạ côn đồng dạng cũng bay ra một cái hai cái danh sách bay ở trên không đài luận võ sau đó tan biến nhưng lại xuất hiện tên của học viên học viện vô hư nguyên chẩn học viện nhật nguyệt vưu quan nguyên chẩn có chút mộng bức làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ là người đầu tiên ra sân thân thể y trực tiếp cứng đờ trong đầu trống rỗng lại đụng phải là học viện nhật nguyệt học viện nhật nguyệt tại an khang châu mặc dù không nổi danh như học viện an kinh học viện chân vũ nhưng học viện cũng có danh tiếng nhất định thực là liều mạng tu luyện phong cách học tập trong học viện nhật nguyệt có thể nói là tốt nhất trong các học viện mỗi học viên đều là tu luyện cùng nhân Vư quang là một thiếu niên có hình thể cường tráng làn da màu đồng cổ thân cao sáu thước tên này cao hơn nguyên chẩn một cái đầu hơn nửa dựa vào cái hình thể kia tuyệt đối có thể bằng hai tên nguyên chẩn một quyền kia đánh xuống côn ca liền phải xông lên ấn huyệt nhân trung Vưu Quan cũng là lộ ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, phản phất luận võ là một loại hưởng thụ, nhìn Vưu Quan đã lên luận võ đài, Nguyên Chẩn còn ngồi không nhúc nhích, phong điền bên cạnh thọc Nguyên Chẩn lên mau, Nguyên Chẩn kịp phản ứng, bờ môi đều đang run rẩy ta, 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 ta cái đầu của ngươi, mau lên, phong điền vỗ óc Nguyên Chẩn một phát, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, dạ cung quay đầu nói ra. Nguyên Chẩn, đừng sợ, cứ đánh như mấy ngày nay tu luyện là được người này thân hình cao lớn động tác nhất định sẽ chậm chạp tìm ra sơ hở nhất kích tất thắng côn ca ngươi nói nghe rất dễ nhưng nguyên chẩn ta cho tới bây giờ còn chưa từng luận võ ở trước mặt nhiều người như vậy nguyên chẩn đừng làm mất mặt huyện thái tây chúng ta dạ tần trầm giọng nói ra vừa nghĩ tới huyện thái tây nguyên chẩn đột nhiên đứng dậy nếu như ta có bất trắc gì hãy nói cho cha ta biết ta đã tử chiến vì huyện thái tây mọi người này cũng không phải sinh tử chiến làm bầu không khí trầm trọng như vậy nguyên chẩn chậm rãi bước lên luận võ đài thế nhưng chuyện lúng túng liền xuất hiện bởi vì luận võ đài cao đến ba thước nguyên chẩn vốn muốn nhảy lên thế nhưng sợ mình khẩn trương vấp chân thì biết làm sao cho nên y lựa chọn leo lên mười vạn người nhìn nguyên chẩn dùng phương thức cổ xưa nhất bò lên trên luận võ đài nhìn vưu qua người ta một chút trực tiếp nhảy một phát là lên toàn trường lập tức cười vang như vậy cũng phải tới luận võ chỉ sợ học viện vô hư không còn ai rồi phong điền che cái trắng. Trời ạ, à, quá mất mặt a, à, dạ côn cũng không có phản ứng gì, dựa theo thực lực Nguyên Chẩn bây giờ, chỉ cần phát huy tốt, thắng là chuyện không thành vấn đề, thế nhưng hiện tại trạng thái của Nguyên Chẩn rất kém cỏi, không có chút tự tin nào, đây là chuyện phải khắc phục. Chương 182, ngồi xuống đứng dậy. Nguyên Chẩn đều không biết mình nên làm thế nào, bên tai đều là tiếng cười nhạo chói tai, nhìn Vưu Quan cường tráng trước mặt, cánh tay cứng cáp có thể so với bắp chân mình rồi, thế này có thể đánh được sao? Học viện Nhật Nguyệt Vưu Quan. Thỉnh giáo, Vưu Quan chắp tay quát, khí thế bất phàm, Nguyên Chẩn cà Lâm lên vô hư học viện nguyên chẩn thỉnh giáo lời nói không có chút khí thế nào từ trong miệng nguyên chẩn toát ra vưu quan lắc đầu đối thủ của mình dường như rất yếu ở bên cạnh luận võ đài xuất hiện một tên nam nhân hình thể hơi mập ăn mặc một thân đại hồng bào trên mặt mang theo nụ cười hỉ khí giải thi đấu học viện so tài mỗi năm một lần lại đến không sai vẫn là ta luận võ phân tích sư chuyên nghiệp nhất giúp cho tất cả mọi người hiểu rõ võ học sâu hơn không nói nhảm nữa chúng ta cùng nhìn tuyển thủ trận tranh tài đầu tiên này đến từ học viện nhật nguyệt vưu quan về mặt hình thể đã có ưu thế trời sinh bị y đánh trúng một quyền chỉ sợ sẽ không thể dễ dàng đứng lên hơn nữa học viên học viện nhật nguyệt đều có xưng hào tu luyện cùng ma mặc dù chỉ là tổ kiếm sĩ nhưng thoạt nhìn vị vưu quan này chỉ sợ chỉ cách kiếm sư một bước chúng ta lại dời ánh mắt đến học viên nguyên chẩn học viện vô hư nói đến học viện vô hư đây là ngôi sao duy nhất mới xuất hiện trong mấy năm gần đây tuyệt đối có thể mang đến những trận luận võ đặc sắc cho chúng ta bất quá vị học viên nguyên chẩn này tự hồ còn chưa thích ứng được để cho nguyên chẩn chúng ta một chút thời gian thích ứng tốt nhất là nên thích ứng trước khi ngã xuống nghe phân tích sư nói dạ côn cũng xấu hổ nguyên lai luận võ còn mời cả phân tích sư tới dẫn chương trình bất quá trạng thái hiện tại của nguyên chẩn quả thật không tốt nhận thua đi ta sẽ giữ mặt mũi cho ngươi vưu quan nắm chặt nắm đấm phát ra tiếng xương vang khiến nguyên chẩn nuốt một ngụm nước bọt đột nhiên nguyên chẩn gầm thét một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm cho mình còn bày ra tư thế tiến công vưu quan sửng sốt một chút khóe miệng mang theo một tia khinh thị chân phải hướng về sau một bước trọng tâm đặt ở dưới hông cẩn thận một chút đừng thấy ta cường tráng liền cho rằng động tác của ta trì độn vưu quan vừa mới nói xong trên thân liền bộc phát ra đạo lực kiếm sĩ đỉnh phong tốc độ nhanh chóng khiến người liếu lưỡi xem ra chúng ta phải ước định vị vưu quan này lại một chút mặc dù thoạt nhìn cồng kềnh thế nhưng vẫn là một vị tráng hán linh hoạt dưới chân phản phất sinh gió xem ra nguyên chẩn nhỏ gầy đã mất đi ưu thế trận đầu mà học viện vô hư cũng sắp trở thành học viện thất bại đầu tiên trong lần tỷ thí này Giả dạ công đột nhiên muốn đi bịt miệng tên phân tích sư này lại, nhìn ánh mắt hung ác của Vưu Quang, còn có động tác huy quyền kinh khủng, Nguyên Chẩn đã choáng váng một nửa, chết đi. Vưu quan oanh ra quyền phong khiến tóc dài của nguyên chẩn điên cùng phiêu động mà Vưu quan vừa quát như thế nguyên chẩn cũng thanh tĩnh không ít theo bản năng liền ông đầu ngồi xuống Vưu quan phản phất thấy nguyên chẩn bị một quyền của mình đánh bay ngất xỉu thế nhưng ngàn vạn không nghĩ tới nguyên chẩn phản ứng nhanh như vậy ông đầu ngồi xuống phản phất luyện hơn ngàn lần một mạch mà thành không có một chút dây dưa dài dòng Vưu quan một quyền này trực tiếp oanh không mà lực lượng cường đại khiến Vưu quan mất đi cân bằng thân thể ngã về phía nguyên chẩn nguyên chẩn đứng lên trong lòng phong điện đau nhất ngươi không cần mặt mũi cùng ca chúng ta vẫn cần a nguyên chẩn nghe được sau đó đột nhiên đứng lên bả vai vừa lúc đâm vào mặt vưu quan thậm chí còn có thể nghe thấy một tiếng vang trầm chỉ sợ xương mũi đã bị đụng lệch rồi vưu quan chỉ nhìn thấy nguyên chẩn nguyên bản ngồi xuống đột nhiên lại đứng lên trơ mắt nhìn cái bả vai kia đập vào mặt mình muốn điều chỉnh vị trí cũng không kịp bờ vai hung mảnh đập vào mặt khiến toàn bộ cảnh vật trước mắt y tối lại mình bị lừa rồi đây là ý thức sau cùng trước khi vưu quan ngất đi toàn trường hoàn toàn yên tĩnh xoay chuyển quá nhanh một giây trước vưu quan còn vô cùng uy mãnh nguyên chẩn bộ dáng sắp bại thế nhưng sau một cái ngồi xuống đứng dậy vưu quan liền xong đời ngay cả phân tích sư cũng khép hờ sợ mình hành nghề mấy chục năm đây lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không biết nên nói như thế nào quả thật khiến cho người ta chấn kinh không ngờ nguyên chẩn thế mà đã lừa được cả ta đây là một vị cao thủ mê hoặc dùng vẻ mặt sợ hãi cùng ánh mắt nhút nhát khiến đối thủ khinh địch thế nhưng lúc địch nhân tập kích liền xảo dịu tránh thoát tụ lực dùng vai đụng không có bất kỳ động tác loè loẹt gì, có chỉ có đơn giản tiến công. Học viện Vô Hư Thân là một ngôi sao mới, thu được khởi đầu tốt đẹp trong lần so tài này, chúng ta cùng chúc mừng Học viện Vô Hư, chúc mừng Nguyên Chẩn, chiến thắng trận đầu, toàn trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Nguyên Chẩn nhìn vưu quan cách đó không xa, không hiểu ra sao, vừa rồi sợ hãi ngồi xuống, bị phong điền hô lên, đối thủ liền không hiểu thấu bay ra ngoài, côn ca, ta thắng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Nguyên Chẩn biết, mình thắng rồi, dạ côn đều có chút mộng, còn có thể thắng như thế sao? xem ra mấy ngày gần đây cho bọn họ luyện sức eo vẫn có hiệu quả không có loại rèn luyện cường độ cao này tên to con kia còn không đến mức hôn mê bất tỉnh nguyên chẩn cao hứng bừng bừng nhảy xuống luận võ đài dạ côn vỗ vỗ bả vai nguyên chẩn tốt không làm mất mặt huyện thái tây côn ca vừa rồi ta sợ muốn chết nguyên chẩn ông chặt lấy dạ côn vừa rồi kém chút đã bị dọa tè ra quần được rồi đừng sợ đừng sợ côn ca tự như đang an ủi nhi tử khiến thê tử bên cạnh lắc đầu liên tục học viện nhật nguyệt bên kia khi học viên đang bất tỉnh về vẻ mặt tất cả mọi người không hề tốt đẹp gì từ trước đến nay bọn họ chưa từng bại trận đầu Dạ Minh và Đông Môn Mộng trên khán đài kém chút liền cười ra tiếng, nguyên chẩn này là tới khôi hài à, như thế cũng được. Tội nghiệp tên vương quan kia thật, tiếp theo sẽ tiến hành trận thứ hai. Do viện trưởng học viện An Kinh rút thăm, chỉ thấy giả dạ công bên này lại bay ra một tấm danh sách, học viện Nhật Nguyệt bên cạnh cũng bay ra một tấm, phân tích sư mang theo cao ngữ khí hô xem ra học viện Nhật Nguyệt có cơ hội báo thù, theo danh sách tan biến, hai cái tên liền xuất hiện, học viện Nhật Nguyệt, tưởng tử diệt, học viện vô hư, phong điền, phong điền nghe thấy đến lượt mình, vẻ mặt cũng hơi biến hóa, rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng lại tốt hơn Nguyên Chẩn rất nhiều, cố gắng lên huynh đệ, liên thắng hai trận, Nguyên Chẩn hướng phía Phong Điền cười nói, đó là nhất định. Hai trận liên thắng, Phong Điền bỗng nhiên cảm thấy có chút áp lực, Nguyên Chẩn đều thắng, mình cũng phải thắng mới được, dạ công cười nói buông lỏng đánh là được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, công ca yên tâm. Phong Điền hít một hơi thật sâu, tiến tới luận võ đài, thuận tiện nhìn đối thủ một chút, đối thủ là nữ, tướng mạo không tồi, chẳng qua là dáng vẻ thoạt nhìn có loại người sống chớ tiếp cận, lúc này phân tích sư lại đang phân tích một đợt mới trận đấu vừa rồi của học viện vô hư quả thật khiến chúng ta kinh ngạc tán thán thế nhưng trận này sẽ không có vận khí tốt như vậy bọn họ đùng phải tưởng tử diệt tưởng tử diệt chính là cô nương có thiên phú nhất học viện nhật nguyệt thậm chí trong cuộc tranh tại nội bộ học viện nàng còn chiến thắng cả kiếm sư chương 183, di chuyển phong tao như quả không có gì bất ngờ xảy ra tưởng tử diệt rất có thể sẽ đột phá bước vào cảnh giới kiếm vương trước 20 tuổi năng lực có thể so sánh với an nữ lan học viện an kinh là thiếu nữ thiên tài phong điền nghe nói như thế áp lực lớn hơn nữ hài tử này dáng dấp tốt còn hết sức hung tàn nhảy lên trên luận võ đài động tác của phong điền vẫn vô cùng xuất khí còn tưởng tử diệt bên cạnh lại nhẹ nhàng điểm chân như lá rụng có cổ tiên vị nhưng vẻ mặt lại băng lãnh cự tuyệt người ngoài ngàn dặm học viện vô hư phong điền thỉnh giáo phong điền ủi nói ra tưởng tử diệt chấp tay thản nhiên nói học viện nhật nguyệt tưởng tử diệt thỉnh giáo tại chủ vị bùi thiên quay đầu nói nhỏ quan thanh lần trước bảo ngươi đi xử lý chuyện của tưởng tử diệt kết quả như thế nào viện trưởng tưởng tử diệt không nguyện ý tới vì sao điều kiện không đủ sao bùi thiên nghi hoặc hỏi nàng nói đã quen ăn đồ ăn ở học viện nhật nguyệt đổi chỗ khẩu vị không tốt bùi thiên nghe xong không nói chuyện chỉ là khẽ thở dài một tiếng biểu thị tiếc nuối nếu như được bồi dưỡng ở học viện an kinh tuyệt đối có thể đột phá kiếm vương trước 20 tuổi bên trên đài luận võ phong điền không dám khinh thường quyền pháp thủ thế đã bày xong, chỉ chờ đối phương tiến công tìm kiếm sơ hở, Dạ cung nhìn vị tưởng tử diệt này, trầm giọng nói ra chỉ sợ trận này sẽ không đơn giản như vậy, đúng vậy, Phong Điền phải cẩn thận, Diệp Ly thấp giọng nói ra, vị tưởng tử diệt này rất trầm ổn, cũng không có chủ động tiến công, tưởng tử diệt vốn là muốn báo danh tổ kiếm sư, thế nhưng viện trưởng không cho, dù sao chuyện quan hệ đến kiếm trũng tỷ số thắng rất trọng yếu, mình tham gia tổ kiếm sĩ, có thể bảo chính thắng một ván, nhìn Phong Điền đối diện, Tưởng Tử Diệt chậm rãi duỗi ra cánh tay nhỏ mảnh khảnh, nằm ngón tay hơi hơi dơ lên, ra hiệu Phong Điền có thể phóng ngựa đến đây, đây là động tác cực kỳ xem thường, nữ nhân này rất hung hăng càng quấy, thế nhưng Phong Điền không có mắt lừa, đột nhiên duỗi ra ngón tay cái, chuyện này khiến Tưởng Tử Diệt hơi sững sờ, lúc ngón tay cái hướng xuống, Tưởng Tử Diệt đã sầm mặt lại, hay da, học viện Vô Hư Phong Điền bày ra một động tác cực kỳ khiêu khích, chỉ sợ đợi chút nữa liền phải hối hận phân tích sư tự hồ ước gì phong điền thua trận ta nhớ kỹ ngươi tưởng tử diệt lạnh giọng nói ra phong điền bỗng nhiên lộ ra nụ cười lỗ mãn có thể khiến cho mỹ nữ tuyệt sắc nhớ kỹ đó là vinh hạnh của tại hạ đăng đồ tử hôm nay sẽ khiến ngươi bò xuống tưởng tử diệt tự hồ bị phong điền chọc giận thân thể mềm mại lập tức chật lóe lên chuyện này khiến phong điền chấn động tốc độ thật nhanh liệt diễm trưởng tưởng tử diệt khẽ kêu một tiếng phong điền vốn cho rằng đối phương sẽ áp sát tới thế nhưng cô nàng cách mình hơn một trượng liền dừng lại dùng chưởng pháp là liệt diễm chưởng, quyền pháp địa huyền uy lực không thể coi thường Phong Điền có thể tránh thoát một chưởng này hay không, đây vẫn là một ấn số. Phân tích sư trầm giọng nói ra, dạ cung lập tức sầm mặt lại, liệt diễm chưởng là loại chưởng pháp có giới hạn, vừa rồi tưởng tử diệt đến gần Phong Điền chính là muốn bộc phát ra uy lực lớn nhất của liệt diễm chưởng. Dù sao liệt diễm chưởng cách kẻ địch quá xa, vậy sẽ không có hiệu quả, càng gần uy lực càng lớn, nếu vừa rồi Phong Điền kéo dài khoảng cách, vậy sẽ có thể hóa giải dễ dàng, thế nhưng hiện tại đã chậm, nếu như Phong Điền ăn một chưởng, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhất đi vẫn là trẻ tuổi không đủ kinh nghiệm a à. phong điền có thể cảm nhận được uy áp trên lòng bàn tay đối phương dùng mắt trần cũng có thể trông thấy trong tay tưởng tử diệt toát ra một đoàn liệt diễm chuẩn bị phun ra trắc khuynh hoạt bộ hàm tiếp lưu mang quyền bỗng nhiên một âm thanh vang lên bên tai phong điền đây là âm thanh có thể tín nhiệm phong điền không có chút chần chờ toàn bộ thân thể nghiêng dưới tay phải hung hăng đánh xuống mặt đất thân thể trượt đi lúc này liệt diễm trưởng âm âm bùng nổ hỏa diễm nóng bỏng như là hung thú phát ra tiếng gào thét quét ngang hư không trước người mà nguyên chẩn trượt ở phía dưới hỏa diễm thậm chí còn xuất hiện ở bên cạnh tưởng tử diệt phong điền lần nữa vỗ sàn thân thể cấp tốc đứng thẳng dưới ánh mắt kinh ngạc của tưởng tử diệt nắm tay phải của nguyên chẩn nổi lên điểm điểm hào quang đánh thẳng tới ngực tưởng tử diệt đây mới là đi như nước chảy tất cả mọi người đều nhìn ngay người học viện vô hư đến cùng là cái quỷ gì vừa rồi vỗ đất trực đi thoạt nhìn không ra hồn nhưng lại né tránh rất hữu hiệu thậm chí còn phản công Tưởng Tử Diệt thầm nghĩ mình chủ quan, động tác gia hỏa này thực sự rất quỷ dị, nếu như bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ đột nhiên, ngón trỏ trái tưởng tử diệt nhẹ nhàng điểm một cái, Phong Điền tự hồ có cảm giác gần sống, nhưng một quyền này không thể không đánh tầm, một quyền này của Phong Điền hung hăng đánh vào trong không khí, mà tưởng tử diệt lợi dụng chút thời gian ngắn ngủi, lập tức kéo dài khoảng cách một tiếng kéo kẹt, Phong Điền thế mà trông thấy không khí vỡ vụn. Đây là tình huống gì? Lúc này Bùi Thiên cùng Quan Thanh đều lộ ra sự kinh ngạc, trưởng Tôn Tuấn Hiện bỗng nhiên cười nói nhân tại đúng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp, dạ côn cũng không nghĩ tới, thắng lợi tới tay thế mà xảy ra biến cố, nữ hài tử này còn đồng tu pháp đạo, hơn nữa còn là thuấn pháp, chủng loại không cần vịnh sướng kia, loại kinh ngạc này thậm chí còn xuất hiện ở bên trong học viện Nhật Nguyệt, phân tích sư tỉnh táo lại, dùng ngữ khí trầm thấp nói ra. Đúng là không nghĩ tới. Trận thi đấu thứ hai thế mà lại xảy ra đột biến như vậy. Nhưng khiến cho mọi người không ngờ được chính là tưởng tử diệt không chỉ là kiếm sĩ nàng còn đồng tu cả pháp đạo hơn nữa thực lực lại không thấp đều không cần vịnh sướng mặc dù chỉ là pháp đạo nhất chương bình phong thế nhưng muốn thuấn pháp phải rèn luyện hơn vạn lần không hổ là học viện nhật nguyệt làm sao không thấy ngươi khen ngợi phong điền một thoáng hai lần di chuyển vừa rồi cũng phi thường phong tao lúc này dạ côn cười nói phong điền đã thắng vì sao nguyên chẩn nghi hoặc hỏi hiện tại rõ ràng là tưởng tử diệt chiếm thượng phong dạ côn lạnh nhạt nói ra nhìn như nàng chiếm thượng phong thế nhưng pháp đạo thúng pháp cần có đạo lực cường đại chống đỡ mà tưởng tử diệt cũng không có cách nào duy trì lâu đừng nhìn chỉ là một thoáng nhưng đoán chừng đạo lực đã tiêu hao không sai biệt lắm chỉ cần phong điền tiếp tục tiêu hao liền có thể thắng vẫn là con ca ngưu bức liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân kia đang hư trương thanh thế nguyên chẩn nói xong cũng hướng phía đài bên trên hô to phong điền con ca nói nữ nhân kia không xong rồi tiêu hao nàng là được học viện nhật nguyệt bên kia nghe xong lập tức hướng phía bên này mắng lên ngươi có ý gì còn ở dưới nhắc bài, nhưng mà hình như cũng không có quy định không cho nhắc, Phong Điền nghe xong cười nói xem ra một thoáng kia đã khiến người cố hết sức, đăng đồ tử, tưởng tử diệt lạnh giọng quát, ánh mắt mang theo không cam lòng, thua trong tay loại đăng đồ tử này, đối với nàng chính là sĩ nhục, Phong Điền cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thắng lợi, nhiệm vụ của mình liền hoàn thành, cũng là một loại bàn giao với côn ca. Sau đó, Phong Điền cứ dựa theo công thức quyền pháp cơ bản đến, tưởng tử diệt khô héo đạo lực chỉ có thể cưỡng ép phòng thủ, liên tục bại lui, nếu như vừa rồi không dùng đạo pháp, tuyệt đối có thể thắng nhưng dưới tình huống đó, không thể không dùng được, chương 184, đừng giống y. Nhận thua đi, ta cho ngươi một chút mặt mũi, phong điền lắc lắc nắm đấm, vừa rồi có mấy lần đánh vị trí không nên đánh, nhưng đều là do công ca dạy, mình cũng phải dựa theo quyền lộ đến đánh, thời điểm công ca khai sáng quyền pháp, khẳng định là nhằm vào nữ hài tử, hận đến cỡ nào a? À? Tưởng tử diệt nổi giận không thôi, lạnh giọng khẽ kêu ta liều mạng với ngươi, nhìn tưởng tử diệt trực tiếp xông tới, sơ hở chồng chất, phong điền tối thiểu có 100 loại phương pháp khiến tưởng tử diệt ngã xuống, phong điền lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, một cái ném qua vai thầm một tiếng vang trầm này khiến đám nam hài tử đều xấu hổ người đối với một nữ hài tử như thế sẽ cô độc sống quãng đời còn lại thế nhưng vẫn chưa xong phong điền trực tiếp ép ở phía sau lưng tưởng tử diệt ấn lấy cổ tay dưới ánh mắt mấy chục vạn người ngươi thế mà đè ép nữ hài tử dạ cùng quay đầu đi chỗ khác nghiêm túc nói đệ đệ đừng học phong điền sau này sẽ không có thê tử biết đại ca dạ tần nghiêm túc nói lúc này bùi thiên lên tiếng hô học viện vô hư thắng toàn trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh học viện vô hư vừa đến đã liên hạ hai trận khiến cho mọi người rất không phục cái tên phong điền này đúng là hoàn toàn không biết thương hoa tiết ngọc Trước mặt mọi người lăng nhục, Phong Điền nghe xong mình thắng, lập tức buông lỏng tưởng tử diệt ra, dàn hai cánh tay hô thắng, người thắng tranh tài, lại thua nữ hài tử, ai, không hổ là tiểu đệ của công ca ta, nữ hài tử không quan trọng, quan trọng là phải thắng, Phong Điền cao hứng bừng bừng chạy đến trước mặt Dạ Côn. "Côn ca, thế nào, lợi hại không? Lợi hại, lợi hại." Dạ Côn dừng thẳng ngón tay cái, thủ pháp ép người vừa rồi học được ở nơi nào? "Liền không sợ cô nương người ta đến tìm ngươi phiền toái sao?" Dù sao tại Thái Kinh, thanh danh rất quan trọng trong các trận tỷ võ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy dưới tình huống bình thường nữ hài tử sẽ nhận thua thế nhưng tưởng tử diệt rất cứng rắn chết đều không nhận thua phong điền cũng không còn cách nào nhưng dùng thủ pháp cũng có chút sốc nổi Phong Điền, dù sao người ta cũng là nữ hài tử, ngươi như thế, sau này người ta không gả ra được thì biết làm sao bây giờ, nhan mộ nhi liếc mắt nhìn Phong Điền, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, chẳng khác gì công ca của ngươi, nghiêm trọng đến thế sao, Phong Điền cũng không nghĩ tới, nguyên chẩn viện bả vai Phong Điền cười nói huynh đệ, ngươi rất bạo lực nha, cúc phân tích sư lúc này có chút ngỗ ngang, liên tục hai lần bị đánh mặt, xem ra học viện vô hương họa hổ tàng long, chiêu quyền pháp này khiến cho người ta kinh thán không thôi, nhất định là quyền pháp tương đối cao thâm có thể thắng cũng là chuyện bình thường dạ côn rất muốn đánh tên phân tích sư này ta thua là điều hiển nhiên còn thắng đều là nhờ vào công pháp phong điền quay đầu nhìn hướng học viện nhật nguyệt bên kia vừa vặn trông thấy ánh mắt tưởng tử diệt quan tới đó là một loại ánh mắt mang theo hận ý dọa đến phong điền lập tức thu hồi ánh mắt cũng không thể trách ta được luận võ còn phải tiếp tục nhưng mà đỉnh đầu dạ côn lần nữa bay ra danh sách chuyện này khiến dạ côn cảm thấy đây nhất định là bùi thiên đang khống chế mà lần này không phải học viện nhật nguyệt học viện nhật nguyệt bên kia thua liền hai trận hiện tại đối với phía dạ Cung thấp thỏm không thôi trông thấy không phải mình liền nhẹ nhàng thở ra lần này xuất hiện là danh sách học viện chân vũ hai tấm danh sách bay đến giữa sân rồi tan biến sau đó xuất hiện tên học viện vô hư dạ tần học viện chân vũ đại hư hai cái tên này vừa xuất hiện toàn trường lập tức náo động cả lên ánh mắt phân tích sư mang theo quan thải lập tức mở miệng nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên đại hư học viện chân vũ xuất hiện đây chính là tân nhân vương có tiềm lực nhất an khang châu trước 20 tuổi đột phá kiếm vương đó là chuyện ván đã đóng thuyền mà đối thủ là dạ tần học viện vô hư mặc dù liên thắng hai ván thế nhưng vận khí thật không tốt thế mà đụng phải đối thủ như đại hư chỉ có thể kỳ vọng không bị thương quá nặng liền tốt dạ minh ở trên khán đài đều muốn rút kiếm thần ra bổ tên phân tích sư này nó giống như là con trai của ta nhất định thua vậy dạ côn cũng hướng phía dạ tần nói ra dạy cho tên phân tích sư này cách làm người đại ca yên tâm Đệ đệ sẽ không khiến các ngươi thất vọng, dạ tần hết sức có tự tin, hướng phía luận võ đài đi đến, kỳ thật Dạ Côn vẫn rất yên tâm với đệ đệ, đệ đệ từ nhỏ cắn thuốc vô số, mặc dù chỉ có thực lực kiếm sĩ, nhưng cường độ thân thể đã sớm có thể so sánh với kiếm sư, hắn không tin tên đại hư này cũng là cắn thuốc lớn lên, đệ đệ, phải đánh mặt y thật vang, không có việc gì lại đẹp trai như thế, các ngươi còn nhìn. Nhìn cái gì đấy? Ta không dễ nhìn sao? Dạ Côn phát hiện thê tử thế mà đang nhìn đại hư, biểu thị rất khó chịu, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi biểu thị oan uổng. Chúng ta đang nhìn luận võ a phu quân ngươi quá ghen tuông rồi, không được. Nhìn ta, được được được, nhìn ngươi nhìn ngươi, phu quân đẹp trai nhất, dạ côn lộ ra vẻ mặt như thế, he, nhưng mà dạ minh trên khán đài nhìn thê tử, thế mà nhìn chầm chầm tiểu tử trẻ tuổi xuất khí kia, lập tức sụ mặt nói ra nhìn cái gì đấy. Có đẹp như thế sao, đông môn mộng nhìn dạ minh một chút, lại nhìn đại hư một chút, ung dung nói ra năm đó ta làm sao lại chọn tên râu quai nón nhỉ dạ minh nàng nói như thế là ta rất tổn thương a à, dạ minh biểu thị bị thương rất nặng nằm đó ngươi rất thích bộ râu này của ta hiện tại thế nào đông môn mộng cười duyên một tiếng nhìn ngươi kìa ăn dấm vì một tên thiếu niên ư không cho phép nhìn được không nhìn ta xem con của chúng ta thôi cái rắm nàng rõ ràng là đang nhìn tiểu tử kia dạ minh có chút bành trướng lại dám nói chuyện với thê tử như thế ta cứ nhìn đấy ngươi làm sao đông môn mộng đột nhiên thay đổi trở nên hung tàn lên không có gì, không có gì, nhi tử cũng rất đẹp trai, hừ, minh ca ta cũng tốt nam a, à. giữa sân, dạ tần cùng đại hư đã vào vị trí của mình, học viện vô hư dạ tần, thỉnh giáo, học viện chân vũ đại hư, thỉnh giáo, hai người nhìn nhau chắp tay, ở bên trong học viện an kinh, ba uyển thanh nhìn dạ tần, vẻ mặt không có thay đổi gì, thế nhưng hạ thủ chủ xuống lại nắm thật chặt, bởi vì dùng quá sức, móng tay bóp vào trong thịt, lộ ra vẻ trắng bệch, dạ tần, đại hư hít sâu một hơi, rút lợi kiếm từ bên hông ra, Kiếm sĩ cùng kiếm sư khác nhau rất lớn, kiếm sĩ không có kiếm thuộc về mình, thế nhưng đại bộ phận kiếm sư đều có, bởi vì chỉ có đạt đến kiếm sư mới có thể có tư cách đi kiếm trùng, đại hư đã có thanh kiếm của mình, nhưng cũng phải tranh thủ danh ngạch vì học viện, ngươi không trút kiếm sao? Đại hư xuất sinh hỏi, còn không có kiếm, cho nên ta dùng nắm đấm, Dạ Tần nhẹ nói ra, đại hư nghe xong nhẹ gật đầu, vậy ngươi phải cẩn thận, được, Dạ Tần từ tốn nói, bày ra quyền thức, phong điền dưới đài bất bình. Cung ca, đây cũng quá khi dễ người, Tần ca không có kiếm, đúng vậy, quá không công bằng, Dạ Cung cười cười tin tưởng Tần ca các ngươi, để ấy có thể thắng. Chương 185, Tần ca rất nhanh. Từ trước đến nay Dạ Tần đều huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của Dạ Cung, Dạ Tần có mấy lượng, Dạ Cung rất rõ ràng, cho dù tên đại hư này có kiếm, đệ đệ cũng có thể thắng, quan trọng là phải xem đệ đệ muốn dùng loại phương thức nào để thắng. Kiếm của ngươi, hẳn vẫn chưa tu luyện ra kiếm linh đi?" Dạ Tần đột nhiên lên tiếng hỏi, Đại Hư nhẹ gật đầu tu luyện kiếm linh cần cơ duyên, có lẽ đến kiếm vương liền có thể tu luyện ra kiếm linh, vậy để ta xem kiếm của ngươi lợi hại đến mức nào được." Đại Hư nâng kiếm trong tay ngang trước người, đinh, cả thanh kiếm phát ra tiếng vang thanh thúy êm tai, sau đó thế mà tan biến ở trong tay Đại Hư, Đại Hư nhàn nhạt hô phun trào đi, Phi Hoa, ánh mắt Dạ Tần tụ hợp một chút, bất ngờ nhảy ra, tuy nhiên vẫn chậm một nhịp, trên vai đã bị vạch ra một đường máu, ánh mắt Dạ Tần thâm thúy, cảm thụ khí tức gần sống xung quanh, kiếm của người này thế mà có thể biến mất đúng là khiến cho người ta khó lòng phòng bị đây chính là kiếm của ta phi hoa có thể tan biến nếu như tu luyện ra kiếm linh cũng không chỉ có một chút thương tổn này đại hư mở miệng mang theo tự hào sâu sắc kiếm trong kiếm trũng không phải mỗi một thanh đều đặc biệt như thế thế nhưng nếu có thể thu được một thanh kiếm đặc biệt vậy đó là chuyện rất may mắn cuộc khởi ở trong tầm tay các học viên xung quanh kinh ngạc một hồi không ngờ học viện chân vũ có một thanh kiếm lợi hại như vậy hư cũng là lần đầu tiên thể hiện ra thanh kiếm đặc thù của mình lúc trước đều không có tin tức gì có lẽ là muốn nhờ vào nó dương danh trong trận so tài này vận khí vị thiếu niên này cũng rất tốt ta làm sao lại không có vận khí như vậy chứ trưởng tôn tuấn hiền cười nói ký văn sơn cùng ba đài cũng không biết nên tiếp lời như thế nào mỗi lần đều nói như thế chẳng lẽ mình phải an ủi nói về sau sẽ có đừng thương tâm sao dạ công nhìn đại hư kiếm càng chờ mong thanh kiếm của riêng mình không biết nó sẽ như thế nào kích không cần quá lợi hại chỉ cần càng diện lớn là được ngay cả diệp ly bên cạnh cũng có chút chờ mong càng không cần phải nói nguyên chẩn cùng phong điền hiện tại đã thắng hai trận chờ tầng ca thắng đó liền biến thành tam liên thắng rồi dạ cô nghĩ thầm tam liên thắng cộng thêm mình cùng đông tứ đát từ vậy đã là thắng sáu tận xếp hạng vững chắc đến lúc nói thê tử nhận thua là được Bất quá lấy tính cách của các nàng, hẳn là sẽ không nhận thua, thê tử công ca ta cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, hiện tại dạ tần đang nghĩ đối sách, như thế nào mới có thể đánh bại đối thủ. Nếu như ngươi có kiếm, còn có lực đánh một trận, thế nhưng không có kiếm, ngươi không thể thắng được ta, đại hư đứng đấy căn bản không có động, nhưng dạ tần có thể cảm giác được thanh kiếm kia đang xuyên qua. Đột nhiên, dạ tần nghĩ đến một câu nói của đại ca, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, uống. Dạ tần gầm thét một tiếng, thân thể bộc phát ra một cổ đạo lực cường đại, chớp mắt liền tan biến tại chỗ, dạ tần hành động như thế khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người, loại tốc độ này không thể tưởng tượng. Hoàn toàn có thể so với những cường giả kiếm vương kia, dạ công cười cười, kỳ thật đệ đệ không có khoa trương như vậy, chẳng qua là phối hợp với bộ pháp mình dạy, khiến tốc độ tăng lên rất nhiều, thoạt nhìn tự như đạt đến kiếm vương, kỳ thật cùng lắm chỉ xem như kiếm sư mà thôi. Ta thảo, học viện vô hư này thật đúng là ngọa hổ tàng long, đúng vậy, dạ tần kia giống như một tên kiếm vương vậy, căn bản không thấy được cái bóng của y đâu, nào chỉ là giống, ta thấy hẳn là một tên kiếm vương có lẽ các ngươi không biết, lúc nhập học, những người này chính là bị viện trưởng đuổi đi, cái gì? Bọn hắn là bị viện trưởng đuổi đi, không biết lúc này viện trưởng có hối hận xanh ruột hay không, biểu lộ hiện tại của Bùi Thiên rất bình tĩnh, cũng không có dáng vẻ hối hận xanh ruột. Ba Uyển Thanh nghe tiếng nghị luận xung quanh, đều đang tán dương Dạ Tần, Dạ Tần trên đài càng phong quang, Ba Uyển Thanh liền càng hận, hận nam nhân này không muốn mình, phân tích sư hiện tại trực tiếp căm nín, vận khí hôm nay đúng là không may, liên tiếp bị đánh mặt. Tần Ca rốt cuộc cuộc khởi, nhi tử biểu hiện không tệ, trong lòng Dạ Minh rất vui vẻ, ấn theo tốc độ này nhi tử trở thành kiếm đế đó chỉ là chuyện sớm hay muộn đông môn mộng dịu dàng cười nói đúng thế cũng không nhìn xem là ai đang dậy tầng tầng hay côn ca ta lại được mẫu thân biểu dương thật hiếu kỳ không biết hiện tại côn côn đã đạt đến thực lực gì rồi dạ minh thì thào nói ra nói không chừng đã có thể đánh bay ngươi rồi đấy vậy cũng tốt về sau liền không cần lo lắng cho bọn nhỏ nữa dạ minh rất vui mừng thực lực bọn nhỏ càng mạnh làm cha mẹ sẽ yên tâm dù sao huyền nguyệt đại lục này vẫn rất nguy hiểm giữa sân theo dạ tần tan biến vẻ mặt đại hư đột nhiên chìm xuống mình thế mà không tìm được vị trí của dạ tần dưới sự không chế của đại hư trên đại luận võ bằng đá xanh xuất hiện từng vết trách, nhưng tốc độ của giả tần quá nhanh, đại hư không theo kịp. nếu như có thể tìm được thân ảnh giả tần, vậy liền sẽ không thất bại. đáng tiếc, tần ca từ nhỏ cắn thuốc lớn lên, cộng thêm có đại ca thế bờ thân chỉ đạo, thực lực rất trâu bò a. đại hư cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, phải giải quyết vấn đề này như thế nào? từ sau khi đạt được thanh kiếm này, đại hư liền tập trung tu luyện quanh nó, đây đều là chuyện bình thường, không có vấn đề tuy nhiên mặc dù đại hư phi hoa ngưu bức nhưng lúc gặp được địch nhân cường đại liền không còn thuận buồm xuôi gió như vậy tốc độ không theo kịp đây là chuyện không may giả tần nắm lấy cơ hội không cho đại hư bất kỳ cơ hội phản ứng nào đánh thẳng đến mặt đại hư xem ra giả tần vẫn vô cùng nghe lời đại ca nhằm vào mặt mà đánh diệp ly và nhan mộ nhi thấy động tác của đệ đệ cũng là bó tay rồi phu quân đúng là một tên giám vương diệp ly cảm thấy phu quân rất giống cha đều là giám vương Đại Hư sầm mặt lại, tay phải lập tức triệu hồi phi hoa, hoành ở trước ngực tầm, một quyền này dạ tầng hung hăng đánh vào lưỡi kiếm, khiến cho Đại Hư phải lùi lại 10 bước, được vinh dự là nam nhân có tiềm lực đột phá kiếm đế, hôm nay ở trên đài luận võ bị đánh đến nỗi phải lui 10 bước. Quả thật khiến cho mọi người phải hít sâu một hơi, tên Dạ tầng này quá lợi hại, nhìn Đại Hư một chút xem, căn bản không sức hoàn thủ, tốc độ, đó chính là thứ quyết định hết thảy, trong trận quyết đấu, tốc độ nhanh luôn có thể chiếm được tiên cơ, tốc độ của ngươi rất nhanh, Đại Hư trầm giọng nói ra, không còn ngạo mạn như lúc trước, hôm nay không thể thua nếu thua vậy danh vọng của mình liền không còn từ đó sẽ chuyển tới người nam nhân này y sắp trở thành người đánh bại kẻ có tiềm lực đột phá kiếm đế tương lai dạ tần cũng không cảm thấy kiêu ngạo so với đại ca mình còn chưa đủ dù sao bộ pháp này là do đại ca dạy cũng được dạ tần ăn nghe nói thật thế nhưng câu nói này nghe như có một cổ ngư bức tiềm ẩn tần ca cũng trong lúc vô tình trang một đợt bức bất quá là hoàn toàn xứng đáng đại hương nhìn dạ tần tâm tình đã chìm đến đáy cốc như thế nào mới có thể phá tốc độ của y dựa theo lão sư dạy dùng mưu kế dùng độc dược lợi dụng địa hình thế nhưng hiện tại những thứ này đều không dùng được đáng giận chương 186, tầng ca cuối cùng ngưu bức học viện vô hư này đến cùng là thế nào đại hư đừng hoảng hốt tốc độ của y tuyệt đối không thể duy trì lâu câu nói này xuất phát từ học viện nhật nguyệt là tưởng tử diệt lên tiếng nhắc nhở xem ra là muốn trả thù một phen dạ cô nghe xong cười khẽ một tiếng nữ nhân ngu ngốc ngươi cho rằng đệ đệ ta giống như ngươi sao lúc còn bé đều là là gặm thuốc thay kẹo bất quá câu nói này cũng thật nhắc nhở đại hư di chuyển nhanh chóng như vậy khẳng định sẽ rất hao phí đạo lực nếu như mình kiên trì một chút nữa có lẽ sẽ có thể hao sạch đạo lực của y đại hư cũng không nói gì kiếm chỉ dạ tần cũng không tính thôi động phi hoa dù sao cũng không có một chút tác dụng nào dạ tần cũng biết dụng ý của đại hư nhưng các ngươi có lẽ không biết tu vi dạ tần ta tuy thấp một chút thế nhưng đạo lực trong cơ thể lại rất dồi dào chỉ thấy dạ tần đột nhiên đứng trung bình tấn nắm tay phải đặt ở bên hông, một cổ khí tức khiến người ta kinh ngạc lập tức hiện ra, không chơi tốc độ với ngươi nữa, sử dụng quyền pháp của đại ca, nguyên chẳng thấy dáng vẻ của dạ tần liền kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ tần ca định dùng một chiêu kia? Tần ca ngưu bức, mới học bao lâu, liền đã hiểu sơ gia long. Dạ cung, đây là công thức quyền pháp, thức thứ nhất, đại chiêu cần đạo lực dồi dào tới chống đỡ nguyên chẩn cùng phong điền chỉ học được kiểu dáng nhưng không có đạo lực chống đỡ không thể phát huy ra uy lực cho dù là dạ tần hiện tại cũng chỉ có thể phát huy một phần vạn tổn thương của chiêu thức này chỉ thấy bốn phía thân thể dạ tần không gió mà bay bụi trần trên mặt đất theo đạo lực dạ tần khuấy động bay lên không lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm dạ tần có thể cảm nhận được một chiêu này của dạ tần cường hãng đến cỡ nào đây rốt cuộc là quyền pháp gì quyền pháp thiên huyền sao ngay cả bùi thiên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc con trai của dạ minh quả nhiên mỗi tên đều là nhân vật hung ác trưởng tôn Tún hiền thấp giọng nói ra thu hồi nụ cười lúc này dạ minh nhìn dạ tần phát uy trong lòng cực kỳ vui mừng con của mình dưới sự chỉ dẫn của công côn rốt cục tỏa sáng đông môn mộng cảm thấy quyết định anh minh nhất đời này của mình chính là đêm đó đã dừng xe ngựa lại ông công côn vào trong ngực tiểu công côn đáng thương của ta khi đó thật sự là tội nghiệp chết mất hiện tại vẻ mặt của đại hư đã thay đổi hoàn toàn dạ tần trước mặt như một đầu hổ điêu đang tụ lực phát động một chiêu cuối cùng nhưng đây cũng là cơ hội của mình phi hoa trong tay tự hồ có thể cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân phát ra tiếng khẽ kêu nhẹ nhàng trên lưỡi kiếm bỗng nhiên nổi lên vệt trắng lưu thiên quyết đại hư mãnh liệt đâm ra một kiếm này Tụ tập tất cả đạo lực vào bên trong phi hoa, trong sát na hào quang bắn ra bốn phía, mũi kiếm như liệt nhật, kiếm khí kinh khủng đâm thẳng tới Dạ Tần, hòn đá trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố, Dạ Tần khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú, trong miệng hô lên. Một quyền nghiêm túc oanh, theo Dạ Tần oanh ra một quyền này, toàn bộ thế giới phản phất đều an tĩnh lại, dưới một quyền này, kiếm khí tiêu tán, cả người đại hư bị oanh xuống lôi đài, hung hăng đâm vào tường, chính là loại kéo cũng kéo không ra kia, toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh lặng, dưới một quyền này tất cả công pháp đều mỏng manh như thế nhìn dạ tần trên đài luận võ thân ảnh mạnh mẽ trắng rõi ánh mắt kiên định quả thật rất có mị lực tần ca ngưu bức nguyên chẩn lên tiếng hô to tần ca uy vũ phong điền phản phất muốn kéo căng cuốn phổi ra hô tần ca ta từ nhỏ đã bị ánh sáng côn ca che giấu mặc kệ đi nơi nào cuối cùng đạt được khen ngợi đều là côn ca mười sáu năm vào hôm nay tần ca ta rốt cục uy vũ một lần theo nguyên chẩn cùng phong điền hò hét học viên xung quanh hô lên mặc dù không phải cùng một cái học viện thế nhưng một quyền kia của dạ tần quá chấn động lòng người mười vạn người lập tức hô to tần ca ngưu bức giả công nhìn đệ đệ bên trên đại luận võ lộ ra nụ cười đệ đệ đại ca đã nói sẽ biến ngươi thành cường giả toàn bộ thái kinh thậm chí toàn bộ đông u đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi phân tích sư thật không muốn nói cái gì liên tục ba lần bị đánh mặt học viện vô hư này rốt cuộc như thế nào không thể không nói đây là một trận luận võ rung động cũng khiến cho người ta ngàn vạn không nghĩ tới học viện vô hư dạ tần dùng ưu thế áp đảo chiến thắng nam nhân có tiềm lực trở thành kiếm đế đây là thành tựu lớn cỡ nào dạ tần ta cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi tần ca ngưu bức dạ côn cũng phục tên phân tích sư này ngươi thế nào cũng có thể ế được tinh thần nghề nghiệp đâu hết rồi ba uyển thanh thấy toàn trường người đều đang hô to tên của dạ tần trong đầu như nước biển quay cuồng từ lúc nào dạ tần trở nên mạnh như vậy thế mà từ trước đến giờ không nói với mình một câu lừa đảo dạ tần ngươi là một tên lừa gạt ta sẽ không để ngươi dễ chịu nhất định ba uyển thanh ta tại sao lại thảm như vậy mà dạ tần ngươi lại được tất cả mọi người reo hò ta không phục dạ tần ngụm lớn thở dốc một quyền vừa rồi đã tiêu hao tất cả đạo lực nhưng giống như đại ca nói dưới một quyền không ai có thể lập tức đứng đấy nếu để cho côn ca tới oanh một quyền này chỉ sợ toàn bộ an khang châu đều sẽ biến mất đại ca thắng dạ tần nắm nắm đắm cười nói dạ côn cho đệ đệ một cái ông xuất khí không hổ là đệ đệ của ta khụ 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 đại ca ông quá độc ác lưu chút khí lực ông tẩu tẩu tiểu tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi chừng dạ tần ngẩng đầu nhìn về phía khán đài cha cùng mẫu thân hẳn đang ngồi ở một nơi nào đó đi vừa rồi khẳng định cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì mình đúng vậy kiêu ngạo là có kiêu ngạo nhưng đều là công lao của đại ca ngươi còn may dạ tần không nghe thấy bằng không lại bị tổn thương học viện vô hư đã thắng 3 trận liên tiếp thân là một học viên mới đây đã là kỳ tích dĩ vãng chưa từng có hai trận đấu sau đó thế mà trút trúng đông tứ và đát từ đông tứ và đát từ cũng ẩn giấu tốt tu vi của mình dùng phương thức vô cùng gian nan lấy được thắng lợi chuyện này khiến đông tứ và đát từ lần nữa cảm thán lão sư là làm sao làm được đây cũng quá khó khăn theo học viện vô hư thắng liên tiếp 5 trận, toàn bộ học viện đều gấp 5 trận thắng liên tiếp, kỷ lục này chỉ từng xuất hiện ở học viện chân vũ bên kia, cho dù là học viện an kinh, cũng chỉ mới có được 4 trận thắng liên tiếp mạnh, học viện vô hư là đang giả heo ăn thịt hổ, tên viện trưởng đầu trọc kia tự hồ càng ngưu bức hơn. Thật muốn nhìn thực lực của hắn mạnh đến mức nào thô danh sách trên đầu giả côn bay ra, cũng chỉ còn lại có hai tấm, học viện an kinh bên kia cũng bay ra một tấm danh sách, phân tích sư tự như là có đầu tường, hiện tại dùng đủ mọi cách ấy côn ca, học viện an kinh, ba uyển thanh, học viện vô hư, nhan mộ nhi, phân tích sư đã làm tốt chuẩn bị các vị, lại là học viện vô hư. Nhan Mộ Nhi là một trong hai nữ học viên của học viện vô hư, còn là thê tử của viện trưởng. Nhìn tướng mạo liền có thể biết, viện trưởng học viện vô hư hạnh phúc đến cỡ nào, cưới được cô gái như vậy, vậy khẳng định có thực lực siêu phàm, nguyên bác mê người, rõ ràng là Nhan Mộ Nhi luận võ, nhưng tên phân tích sư lại hướng về công ca triển khai một trận loạn ấy. Chương 187, giết nàng, Nhan Mộ Nhi đột nhiên yêu kiều cười một tiếng, hướng phía dạ tần nói ra đệ đệ cần ta hạ thủ lưu tình không dạ côn kéo tay thê tử đệ đệ vất vả lắm mới đi ra được ngươi lại đi đâm vết thương đúng là không hiểu chuyện tẩu tẩu tùy ý là được quan trọng vẫn là vui vẻ dạ tần khẽ cười một tiếng biểu thị sự tình trước kia đã nghĩ thoáng không thể không nói năng lực thích ứng của tần ca vẫn rất mạnh việc này nếu đặt ở trên người một kẻ yếu ớt không có mấy tháng thật đúng là không thể bước ra được lúc này phân tích sư đã ế công ca xong liền bắt đầu ế công tẩu chư vị có lẽ có chỗ không biết thế tử dạ viện trưởng chính là đệ nhất mỹ nhân thái kinh dạ viện trưởng đúng là nhân sinh toàn thắng a dạ công bỗng nhiên quay đầu nhìn nguyên chẩn cùng phong điền nói ra nhìn người ta kìa học nhiều một chút nguyên chẩn cùng phong điền sững sờ có chút ủy khuất côn ca à ngươi cũng phải cho chúng ta cơ hội ế ngươi chứ nếu như ta đi làm phân tích sư ta cho ngươi biết ta có thể ế côn ca ngươi bay lên trời luôn theo hai nữ hài lên đài ánh mắt mọi người trên cơ bản đặt ở trên người nhan mộ nhi so sánh với nhan mộ nhi ba uyển thanh bình thường hơn rất nhiều phân tích sư cảm thấy cũng phải giới thiệu ba uyển thanh một chút mới được dù sao cha người ta vẫn rất ngưu bức đứng ở đối diện nhan mộ nhi mọi người hẳn sẽ không lạ lẫm chính là con gái của Thái thú An khang Châu Kim đô quý Ba đài Ba Uyển Thanh toàn trường một mảnh náo động nguyên lai đây chính là Ba Uyển Thanh mặc dù tướng mạo không bằng nhan Mộ Nhi thế nhưng lại có một người cha tốt nếu như vậy liền có thể bớt phấn đấu mấy trăm năm không may phu quân Ba Uyển Thanh chết oan chết uổng tuổi còn trẻ liền phân tích sư còn chưa nói hết lời Ba đài liền trầm giọng nói ra có thể bắt đầu rồi phân tích sư cũng là lanh mồm lanh miệng đâm chọc chỗ đau của người khác tuổi còn trẻ đã trở thành quả phụ chỉ thấy người xung quanh không thèm quan tâm quả phụ tốt ta rất thích quả phụ phu quân chết cũng không sao ta sẽ không ngại, khẩu vị của các ngươi thật thật nặng, ta chỉ cần là nữ là được rồi, một vài lời nói cũng truyền vào trong tai ba uyển thanh, lập tức mặt đỏ lên, nam nhân đáng chết. Không có người nào tốt lành cả, các ngươi đều đi chết hết đi. Đi chết. Chết 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 chết, nhan mộ nhi treo chọc tóc mai, chỉ một cái động tác nho nhỏ như vậy, liền khiến tất cả thiếu niên lang không áp chế nổi nội tâm sao động, không hổ là cửu vĩ miêu yêu, tùy tiện một động tác đều mang vũ mị thật sâu, phu quân, ngươi xem mộ nhi muội muội, quá không ra gì. Diệp Ly nắm lấy cơ hội liền tiến hành công kích Nhan Mộ Nhi và dạ, công nhẹ gật đầu quả thật không tưởng nổi, Nhan Mộ Nhi biểu thị oan uổng, chuyện này không thể trách ta, người ta sinh ra đã là bộ dáng này, còn có biện pháp nào đây, ba Uyển Thanh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhan Mộ Nhi cười nhạt nói, ba Uyển Thanh nhìn chăm chú Nhan Mộ Nhi, lạnh giọng nói ra không liên quan tới ngươi, nếu như ngươi không làm những chuyện ngu xuẩn kia, nói không chừng quan hệ của chúng ta sẽ rất tốt, đáng tiếc, ngươi chọn sai nam nhân, đó chính là chỗ bẩn cả đời, cút. Đi chết đi ba uyển thanh trực tiếp nổi khùng chọn sai năm nhân chính là ba uyển thanh không may bị cái miệng của phan bình bình lừa gạt ba uyển thanh có thực lực kiếm sĩ xem như lợi hại nhưng lại không xuất trận trước xem ra cũng nhờ vào quan hệ của ba đài chỉ bằng ngươi còn muốn si tâm vọng tưởng với đệ đệ ta đúng là nằm mơ nhan mộ nhi không chút lưu tình đã kích người đàn bà không biết xấu hổ trước mặt đúng là làm bẩn thanh danh của nữ tử chỉ thấy trong tay áo ba uyển thanh đột nhiên xuất hiện một cái hộp gấm Tất cả mọi người đều bị động tác này của Ba Uyển Thanh làm bối rối, nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ, hộp gấm này chính là một cái ám khí, nguyên bản Ba Uyển Thanh dự định, nếu như đối mặt với Dạ Tần, liền cùng Dạ Tần đồng quy vu tận, làm nguyên ương liều mạng, nhưng không có đụng tới, lại đụng phải Nhan Mộ Nhi, Ba Uyển Thanh đang tức đến nổ phổi không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra ám khí, ám khí là đồ vật không thể để lộ ra, thậm chí còn là hành vi đáng xấu hổ, người ở Thái Kinh tôn trọng tinh thần quang minh chính đại, chết cũng không dùng ám khí, Mộ Nhi. Cẩn thận, Dạ Công nhìn không được tức giận quát chỉ thấy trong hộp gấm bắn ra ba cây ngân châm, nhỏ như sợi tóc trên ngân châm thoa đầy kịch độc cái chủng loại đụng một cái liền chết kia phốc phốc côn ca vẫn là chậm một bước ba cây độc châm chui vào trong thân thể nhan mộ nhi tất cả mọi người đều ngây người cho dù là ba đài đều bối rối diệp ly nhìn nhan mộ nhi thế mà ngã xuống trong lòng tràn đầy lo lắng mặc dù trong ngày thường xảo xảo nháo nháo nhưng cũng tính là bằng hữu huống chi đều ngủ trên một cái giường dạ côn cũng không tốt ông nhan mộ nhi ngã xuống đất vào trong ngực lúc này sắc mặt nhan mộ nhi tái nhợt không có chút huyết sắc nào cặp mắt màu lam ảm đạm phai mờ phu quân mộ nhi sắp chết rồi ư ừ. tiếng hít thở của nhan mộ nhi yếu đi phản phất tùy thời đều sẽ mất mạng và dạ cung gấp cũng không biết nên làm gì bây giờ sẽ không sẽ không chết có biện pháp phu quân mộ nhi không muốn rời xa ngươi khóe mắt nhan mộ nhi chảy ra hai hàng lệ nóng biểu lộ không nở xa trường phu nhìn xem dáng vẻ nhan mộ nhi suy yếu lại không nở cung ca đỏ ngầu cả mắt lúc này diệp ly cũng tới cạnh nhan mộ nhi hốc mắt đỏ bừng lập tức nắm chặt cổ tay nhan mộ nhi xem xét tình huống chỉ cần là độc vậy liền có biện pháp giải cứu cmn nguyên chẩn đi theo ta giết chết nữ nhân không biết xấu hổ này phong điền bạo phát tính tình thế mà dùng độc châm làm tổn thương côn tẩu côn tẩu hình như sắp không xong bình thường nhan mộ nhi thuộc về loại tương đối thích chơi không có việc gì liền chọc hai tên phong điền cùng nguyên chẩn mà diệp ly lại ổn trọng hơn rất nhiều muốn nói quan hệ với ai tốt hơn khẳng định là nhan mộ nhi bây giờ thấy côn tẩu sắp chết hai người trực tiếp xách băng ghế dưới chân lên gương mặt của ba uyển thanh ra 61 bình tĩnh giống chuyện mình làm là đương nhiên ba uyển thanh dạ tầng gầm thét một tiếng không ngờ nữ nhân này hiện tại lại ác độc như thế thế mà hạ thủ với thê tử đại ca Ba Uyển Thanh nhìn về phía Dạ Tần, phản phất đang nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ khiến cho Dạ gia ngươi chết sạch. Nhưng vào đúng lúc này, hai bóng người cũng rơi xuống, dĩ nhiên chính là Dạ Minh và Đông Môn Mộng. tràn diện trong nháy mắt liền ngưng kết lại, Ba Uyển Thanh có thể cảm nhận được Dạ gia mang tới sát khí, không khỏi lui về phía sau. Dạ Công thấy nữ nhân đáng chết kia lại muốn chạy, lập tức ma sát chiếc nhẫn. CMN. Hôm nay ngươi chết chắc theo dạ côn xoa chiếc nhẫn bầu trời phản phất bùng cháy khí tức kinh khủng vần quanh bầu trời đấu võ trường thấy cảnh này chỉ cần người có hiểu biết một chút liền hiểu đây là thần kiếm buông xuống vẻ mặt bùi thiên rất kém cỏi nếu như không phải trở ngại ba đài ông ta đã ra tay rồi chương 188, hù chết bảo bảo con gái của ngươi ngươi tự mình giải quyết bùi thiên nhìn về phía ba đài lạnh giọng nói ra trưởng tôn tuấn hiền thở thật dài thì thào nói ra trong sự kiện lớn thế mà lại xuất hiện loại chuyện này ba thái thú không nên hạ quan sơ sẩy không biết dạy con khiến tam hoàng tử không vui vẻ mặt ba đài cực kém thật không nghĩ tới nữ nhi lại xúc động đến loại tình trạng này ngu muội đến cực điểm nguyên bản còn muốn để nữ nhi biểu hiện tốt một chút hiện tại biểu hiện thật đúng là khiến cho người ta kinh ngạc ba thái thú không phải bản hoàng tử không vui mà là dạ con kia muốn chém chết tươi con gái của ngươi đây mới là chuyện không vui ba đài chấp tay nhìn về phía luận võ đài ánh mắt kiên định nữ nhi nhất định phải cứu cứu không thể nhìn biển thanh chết dưới thần kiếm như vậy ba đài lập tức nhảy lên đi thẳng tới trước mặt nữ nhi ba uyển thanh thấy cha ra cửa lập tức có niềm tin cha những người này muốn giết con con ba ba uyển thanh còn chưa nói hết lời liền bị ba đại hung hăng tác một cái nhìn chuyện tốt con làm kìa Còn muốn cha tức chết sao ba uyển thanh bụng mặt khó tin nhìn cha cũng không có nhận rõ sai lầm của mình thậm chí khẽ kêu ra cha rõ ràng là bọn họ đang khi dễ nữ nhi vì sao người lại đánh con ba đài ngươi giết con dâu ta ta không đội trời chung với ngươi tay phải dạ minh tức vừa nắm nguyên bản thương không hỏa hồng lập tức gió nổi mây phun hai cổ lực lượng hủy thiên diệt địa sắp hiện ra ở trước mắt mọi người và dạ gia phụ tử đồng thời triệu hoán thần kiếm chỉ sợ tất cả mọi người không ngờ tới nếu chuyện này không giải quyết tốt sẽ phải lấy mạng đến thương các học viện lớn xung quanh đều trầm mặt phụ tử nhà này đúng là hai tên yêu nghiệt nhìn thương khung hiện tại xem tình cảnh như tận thế toàn bộ an khang châu đều bao phủ ở bên trong một cổ sát ý bùi thiên làm viện trưởng lúc này không thể không đứng ra việc này do ba uyển thanh gây nên vậy nên gánh chịu hậu quả tương ứng phụ tử già dạ gia các ngươi không cần tức giận, tuyệt đối cho các ngươi một cái công đạo, nói xong Bùi Thiên liền nhìn về phía Ba Đại, ngươi còn chưa động thủ sao? Chẳng lẽ muốn để cho ta tới sao? Bàn tay Ba Đại đang run rẩy, mà Ba Uyển Thanh nhìn bóng lưng của cha, thì thào nói ra cha, người muốn giết nữ nhi sao? Vì bọn hắn, người muốn giết nữ nhi sao? Ba Đại chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ nhi, trong ánh mắt che kín tơ máu, tất cả mọi người đang buộc cha ngươi, Uyển Thanh. Hồ đồ a, à chỉ thấy bàn tay ba đài ngưng tụ một thanh kiếm vô hình xuất hiện soạt một cánh tay mang theo máu tươi xuất hiện ở trong mắt mọi người ba đài bàn tay lớn vừa nắm kiếm nhận ngưng tụ thành một đoàn vệt trắng hất lên tầm cánh tay ba uyển thanh biến mất tay của con tay của con cha người chặt tay của con a a a ba uyển thanh khó có thể tin nhìn cha gào thét máu tươi văng khắp nơi ba đài tranh thủ thời gian đỡ lấy nữ nhi sắp ngã đau lòng khó nhìn, cha đây cũng là đang cứu ngươi Dạ côn lạnh giọng quát ngươi cho rằng một cánh tay liền có thể chống đỡ mạng của nữ nhân ta sao không có khả năng quả thật tất cả mọi người cảm thấy con gái của ngươi giết thê tử của người ta ngươi lại chỉ chặt một cánh tay tay của nữ nhi ngươi đáng giá như vậy sao cha đừng có giết con cha van người con không muốn chết sắc mặt ba uyển thanh tái nhật vô lực hô hào dạ con sát ý đã quyết lạnh giọng nói ra đã ngươi không nỡ bỏ vậy liền để cho ta tới bùi thiên không có ngăn cản dạ con ký văn sơn cũng không có ngăn cản trưởng tôn tuấn hiện càng sẽ không ngăn cản giết người thì đền mạng đây là thiên đạo cũng là vương pháp hiện tại vẻ mặt ba đài dữ tận nội tâm đang điên cuồng dãy dụa nhìn xem nữ nhi hư nhược bàn tay ba đài đang run rẩy nhưng vào đúng lúc này ta mộ nhi có mặt bảo y ta cho đông môn mộng đột nhiên kinh hô một tiếng sau đó dạ côn chỉ nghe thấy âm thanh kinh ngạc của nhang mộ nhi đây vậy ư ừ, đúng vậy ngươi xem một chút ám khí kia đều bị chặn đông môn mộng giật mình nói ra ai nha mẫu thân làm con sợ muốn chết con còn tưởng rằng mình sắp chết rồi diệp ly biểu lộ là như vậy vừa rồi kiểm tra thân thể nhan mộ nhi liền biết một chút chuyện đều không có hoàn toàn là giả ra nhìn một chút thế mà đang cùng mẫu thân kẻ sướng người họa tội nghiệp côn ca và phụ thân còn không biết bộc lộ chân tình phu quân ngươi nhìn ta không có việc gì vậy thật thần kỳ nhan mộ nhi đứng dậy hướng dạ cung cách đó không xa giơ giơ tay lên nào giống một kẻ hấp hối sắp chết còn nhảy nhót tưng bừng mọi người thấy nhan mộ nhi đứng lên liền nhẹ nhàng thở ra một hơi nữ hài tử xinh đẹp như vậy nếu như hương tiêu ngọc vẫn vậy thì thật đúng là đáng tiếc thế nhưng ba đài nhìn thấy nhan mộ nhi đứng lên vẻ mặt liền cứng đờ ánh mắt lại mang theo lưỡi giận mà ba uyển thanh thấy nhan mộ nhi thế mà không có việc gì đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi sau đó hôn mê côn tẩu à ngươi dọa giết chúng ta côn ca đều sắp bị ngươi dọa khóc nguyên chẩn vỗ vỗ ngực đúng là vạn hạnh giả công tự hồ đã biết mộ nhi nghịch ngậm, vừa rồi là đang giả vờ, ngay cả mình cũng bị lừa rồi, thế nhưng nàng giả quá giống, như thế tính toán, cánh tay kia của ba Uyển Thanh chẳng phải đã chém uổng, dạ Minh liếc mắt nhìn thê tử, ngươi nói sớm a, à, đông môn mộng biểu thị, nói sớm ngươi liền sẽ cười trừ, dạ Tần nhẹ nhàng thở ra, sau này tẩu tẩu đừng đùa kiểu này, đại ca ta kém chút nổi khùng rồi, phu quân, ngươi làm sao lại khóc, nội tâm nhan mộ nhi cười đến nở hoa, tiểu trọc đầu thật là đáng yêu, rất thích a à, vừa rồi đều khóc, dạ công thật muốn giáo huấn thê tử thật tốt, không biết như thế sẽ dọa người ta chết khép sao nhưng bây giờ vẫn phải nói chút gì đó, dù sao vừa rồi ba đài đều sắp ra tay thủ tiêu nữ nhi của mình, mộ nhi đứng lên thật rất đúng lúc, dạ côn lập tức quát mộ nhi. Nàng làm sao không kiểm tra thân thể mình một chút? Chẳng lẽ không biết chúng ta rất lo lắng hay sao? Phu quân, mộ nhi biết sai, vừa rồi cũng là bị hù dọa, cho rằng mình phải chết, cũng may mẫu thân nhắc nhở một chút, ta mới phản ứng được, quá xúc động. Quá bất cẩn. Về sau phải chú ý hơn, biết không, biết rồi, phu quân, nhan mộ nhi ủy khuất nói ra, thật đúng là phu sướng phụ tùy dạ côn hướng phía bùi thiên chắp tay nói ra tốt không sao cuộc thi đấu vẫn tiếp tục dạ minh và đông môn mộng cảm thấy không sai biệt lắm trực tiếp quay trở về tại chỗ hai thanh thần kiếm cuối cùng vẫn không có hạ xuống nhưng cho dù không có hạ cũng khiến những học viên này mở rộng ánh mắt đều đứng ở chỗ này làm gì xuống a đừng quấy rầy người khác luận võ thật là phải có tâm thành tính mới được côn ca nói hiên ngang lẫm liệt giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì vậy trong lúc dạ côn quay người chuẩn bị đi xuống ba đài đột nhiên trầm giọng hỏi ngươi không có gì muốn nói với ta sao dạ côn quay đầu nhìn ba đài âm u nói ra bà thái thú ngươi hẳn nên vui mừng vì thê tử ta không có việc gì bằng không kết quả sẽ không giống như hiện tại đâu chương 189, yêu cầu này rất quá đáng nha ba đài đột nhiên cười một tiếng trong tiếng cười mang theo hận ý dạ côn ngươi không hổ là hài tử ưu tú nhất huyện thái tây thật vô cùng ưu tú nói đến phần sau trên cơ bản chính là cắn răng nghiến lợi nói ra dạ côn không nói gì người làm việc liền phải chịu trách nhiệm lúc con gái của ngươi xuất ra ám khí nên nghĩ đến hậu quả nhưng mà đây đã là hậu quả tốt nhất mà ba uyển thanh kia đầu tiên là phát hiện bị nam nhân lừa gạt sau đó không có hài tử muốn hợp lại cũng thất bại cuối cùng còn cục tay những ngày này nhân sinh ba uyển thanh đã không thể dùng chữ thảm để hình dung đoán chừng còn khó chịu hơn việc trực tiếp giết nàng ba đại hướng phía bùi thiên chắp tay nói ra ta dẫn tiểu nữ trở về chữa thương trước chờ một chút bùi thiên nhanh chóng hô ba đại ông nữ nhi cũng không có quay người bùi thiên tự tốn nói ba uyển thanh tự mình sử dụng ám khí bại hoại thanh danh học viện từ giờ trở đi, ba Uyển Thanh không còn là học viên học viện An Kinh, không thể không nói, Bùi Thiên coi trọng thanh danh học viện mình hơn tất cả, lúc trước vì thanh danh, còn đuổi công ca đi, hiện tại ngay cả ba Uyển Thanh cũng đuổi đi, ba đài nghe xong không nói gì, ông nữ nhi rời khỏi đấu võ trường, tiếp tục tranh tài, Bùi Thiên trầm giọng nói ra, tâm tình quả thật không tốt. Chuyện này truyền đi, sẽ là một lần đã kích danh dự đối với học viện An Kinh, mất một tay đơn quả thật đã tiện nghi, dạ công bên này. Diệp Ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhan Mộ Nhi, Nhan Mộ Nhi đều bị nhìn run rẩy, nhìn không được nói ra làm gì, lần sau có chơi vui như vậy, gọi ta, nhớ năm đó, Diệp Ly cùng đệ đệ cũng rất biết chơi, Nhan Mộ Nhi trận trắng mắt nhìn Diệp Ly cái gì chứ, ta nào có chơi, chớ nói lung tung, dạ công đương nhiên nghe thấy được, Mộ Nhi chiêu này chơi rất tốt, mạnh mẽ khiến ba đại chặt đứt một tay của ba Uyển Thanh, giúp cho đệ đệ thở ra một hơi, bất quá ba Uyển Thanh không xuất ra ám khí, cũng sẽ không khiến Mộ Nhi bắt lấy cơ hội, tiểu kiều thê Mộ Nhi rất thông minh lúc này dạ minh và đông môn mộng cũng không tiếp tục xem nữa chuẩn bị trở về mộng mộng nàng nói ly nhi cùng mộ nhi đến cùng có thân phận gì dạ minh đột nhiên hỏi kỳ thật đông môn mộng cũng có thể cảm giác được nhưng cũng không có điểm phá nếu phu quân nói vậy liền hảo hảo tâm sự thân phận ly nhi mê ly ta cũng không có tra ra tin tức gì có lẽ nói tới đều là giả vậy ly nhi tiếp cận côn côn của chúng ta đến cùng là vì sao ly nhi tướng mạo xuất chúng côn côn cầm một kim tệ liền mua xuống ta vẫn tin dạ minh tưởng tượng lấy diêm vương ta sao lại không đụng tới chuyện tốt như vậy chứ làm sao toàn là một mình côn côn đụng phải cũng đúng tiếp cận côn côn cũng nên có mục đích chỉ có thể nói tiếp cận côn côn là vì điều tra ngươi đi ta có cái gì tốt để điều tra tai mắt của đám người kia không phải mỗi ngày đều nhìn sao thật khiến người ta hao tổn tâm trí nhưng từ tình huống hiện tại xem ra ly nhi đối với côn côn tự hồ cũng không có ác ý đúng thế mộ nhi càng kỳ quái hơn dạ minh hơi khẽ cau mày như thế nào trong ngày thành hôn thái độ của mộ nhi đối với nhang thừa thiên có thể nói là một trời một vực ta đã điều tra một thoáng lúc trên đường tới mộ nhi cùng thị nữ là muốn đào hôn nhưng lúc đến đây thì thị nữ chết rồi mộ nhi lại có chuyển biến dị thường đông môn mộng thở dài thật sâu chẳng lẽ ý của ngươi là mộ nhi thật đã chết đây là mộ nhi là giả cũng chỉ là một loại suy luận không chứng cứ gì cả nếu thật là giả vì sao cũng muốn tiếp cận côn côn chúng ta thậm chí còn gả cho nó dạ minh thật không nghĩ ra hoàn toàn không hề có động cơ từ tình huống hiện tại này xem ra ly nhi cùng mộ nhi vẫn rất tốt với côn côn vừa rồi mộ nhi cũng là giúp đỡ tần tần thở một hơi nàng không cảm thấy như thế là muốn lấy được tín nhiệm của chúng ta sao đông môn mộng không nói gì phu quân nói không phải không có đạo lý trước nhìn kỹ hẳn nói đi côn côn cũng không phải đồ đần có thể thấy rõ ràng côn côn còn gạt chúng ta đây tài những hài tử này thật đúng là không có cách nào dạ minh đột nhiên nắm tay nhỏ của đông môn mộng Chuyện này khiến Đông Môn Mộng nghi hoặc nhìn Dạ Minh tà ừm, đã lâu rồi không có nắm tay, nhìn bộ dáng thấp thỏm của Trưởng Phu, Đông Môn Mộng yêu kiều nở nụ cười, Dạ Minh hừ một tiếng, không nắm thì không nắm, thật là hẹp hòi. Vừa mới buông thê tử ra, Đông Môn Mộng chủ động kéo cánh tay Dạ Minh lại, nhẹ nhàng dựa vào, chuyện này khiến Dạ Minh vui vẻ không thôi, đừng cao hứng, nhìn ngươi gần đây nghe lời, không có loạn mua hàng giả, ban thưởng, Mộng Mộng, vậy chúng ta phải tán gẫu một thoáng, những thứ kia, im miệng, có ngay. Đấu võ trường bởi vì ba Uyển Thanh phạm quy, nhang mộ nhi thu được thắng lợi, phân tích sư phấn khởi hô 6 trận thắng liên tiếp. Học viện Vô Hư thu được 6 trận thắng liên tiếp. Trời ạ. À, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Học viện Vô Hư cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ, chẳng lẽ lần này sẽ xuất hiện liên thắng 8 trận sao? Kỷ lục kia sẽ không có ai có thể phá vỡ được, hiện tại Bùi Thiên Hận không thể giết chết tên ế cẩu này, miệng đều là học viện Vô Hư, giờ phút này, và dạ công bên này lần nữa bay ra một tấm danh sách, học viện An Kinh bên kia cũng bay ra một tấm, học viện An Kinh, An Nữ Lang, học viện Vô Hư, dịp Ly, lại là học viện Vô Hư, liên tục 7 trận. Chẳng lẽ đây là đã định trước sao? lần này chính là dịp ly học viện vô hư, đồng dạng cũng là thê tử già viện trưởng, không thể không nói, già viện trưởng đã hưởng hết tệ nhân chi phúc, hai vị kiều thê đều mỹ mạo như thế, thân là nam nhân, ta quả thật hâm mộ già viện trưởng. thế nhưng, học viện an kinh là có an nữ Lan đệ tử quan môn của phó viện thiên phú cực cao, năm nay mới 15 tuổi, liền có được thực lực kiếm sư, dưới sự dạy bảo của phó viện, tuyệt đối có thể trở thành kiếm đế. bất quá chỉ sợ diệp ly cũng không đơn giản, dù sao cũng là thê tử già viện trưởng, muốn chiến thắng chỉ sợ cần một chút dũng khí phân tích sư nói xong vô thức nhìn thoáng qua chủ vị vừa vặn gặp ánh mắt bùi thiên bị dọa đến mức lập tức quay đầu mồ hôi đầy trán mình đã nói côn tẩu cố gắng lên tẩu tẩu cố gắng lên tỷ tỷ nhất định phải thắng diệp ly đứng dậy mang theo mỉm cười nhìn côn ca làm gì nhìn ta như vậy dạ côn cảm giác diệp ly không có lòng tốt hôn ta một cái ta à, dạ côn sợ ngay người không nghĩ tới ly nhi lại có yêu cầu quá phận như thế nào chỉ là dạ côn bọn người dạ tần cũng mộng bức côn tẩu trực tiếp như vậy à rất có dũng khí a à nhan mộ nhi thầm nghĩ dịp ly xảo quyệt mình sao không nghĩ ra một chiêu này chứ quá chủ quan rồi nhiều người như vậy trở về bao ăn no và dạ cung thấp giọng nói ra cung ca ta cũng biết thẹn thùng đấy một chút yêu cầu này phu quân cũng không thể thỏa mãn ta sao dịp ly ủy khuất nói ra dạ cung không biết nói gì về nhà hôn với hôn ở đây có gì khác nhau sao thế nhưng thê tử đã sắp lên sân được rồi tiện nghi thê tử một lần vậy chương 190, phong thủy luân chuyển giả dạ công nhanh chóng bẹp một phát lên trên mặt Diệp Ly, tốc độ kia, phản phất như bị uy hếp thờ đến tính mạng vậy, Diệp Ly cũng là một mặt ngượng ngùng, vừa rồi cả gan đưa yêu cầu, không thể thua nhan mộ nhi được, toàn trường nhìn con ca tú một đợt, đúng là kém chút đã chủ động lên, có thể tử xinh đẹp rất gây gớm ư, liền có thể hôn hôn giữa thanh thiên bạch nhật, còn hôn nhanh như thế, nhìn chẳng thấy gì cả, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì, trong tay con ca còn nắm thần kiếm, ai dám làm loạn, theo hai cô bé ra sân, đám nam hài tử liền được một phen chiêm ngưỡng tiến hành so sánh so tới so lui vẫn cảm thấy thê tử già viện trưởng đẹp mắt này có thế làm sao được? luôn là cảm thấy thê tử người khác tốt, ha ha ha, thật xấu hổ a. À, học viện An Kinh An Nữ Lang Thỉnh giáo, học viện vô hư Diệp Ly Thỉnh giáo, An Nữ Lang cũng không có dùng kiếm, mà chỉ bày ra quyền thức. Diệp Ly lạnh nhạt hỏi làm sao không sử dụng kiếm? Công bằng. An Nữ Lang lạnh nhạt nói ra, Diệp Ly cảm thấy người đối đầu với ta, đây vốn đã là một chuyện không công bằng rồi, vậy thì tới đi. Diệp Ly dùng đến quyền pháp giả công dạy tiến hành chiến đấu, hai cô bé lập tức cuốn quýt lấy nhau. Giả công cẩn thận suy nghĩ lấy, Diệp Ly trước đó nói biết một chút này chỗ nào biết một chút chứ rõ ràng giống như đã trải qua bách chiến rồi còn có mộ nhi ra sân không có một chút nhút nhát thậm chí còn có tâm tư chơi hai vị thê tử này của mình xem ra đều không đơn giản thực lực càng là một chuyện bí ẩn xem ra cần phải thăm dò một thoáng giữa sân diệp ly bỗng nhiên đặt nắm đấm ở bên hông chăm chú nhìn an nữ lan xem ra là muốn chơi một quyền nghiêm túc an nữ lan khẽ thở dài một cái nữ hài tử này xác thực mạnh hơn mình cho dù dùng kiếm cũng không có cách nào chiến thắng ta nhận thua an nữ lan trầm giọng nói ra một quyền này đánh xuống chỉ sợ mình sẽ bay mất diệp ly cũng lộ ra ánh mắt tán dương nữ hài tử rất tự biết mình theo an nữ Lan nhận thua học viên học viện an kinh có chút không bình tĩnh sư tỷ không sử dụng kiếm thua cũng là chuyện thường đúng vậy nếu như sư tỷ dùng kiếm vậy liền sẽ không thua sư tỷ quá khiêm nhường dạ con nghe thấy âm thanh xung quanh thầm nghĩ nữ hài tử này thông minh ngay từ đầu liền biết mình sẽ thua dứt khoát liền kiếm đều không cần như vậy cho dù thua người khác cũng sẽ cảm thấy dùng kiếm liền sẽ có thể thắng diệp ly hướng phía dạ con cười cười dạ con hướng phía diệp ly vẫy vẫy tay diệp ly vui sướng chạy tới còn không có kịp phản ứng liền bị con ca ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái toàn trường nhìn con ca tú ân ái thật muốn đánh hắn rất phân diệp ly bị làm trở tay không kịp đều không biết mình ở nơi nào tiểu trọc đầu này xấu lắm trẻ tuổi thật sự tốt cái gì cũng dám làm trưởng tôn tuấn hiện cười khẽ một tiếng ký văn sơn chắp tay nói ra người trẻ tuổi bây giờ quả thật không còn bảo thủ năm đó lúc ta còn trẻ cùng nữ hài tử đi cùng một chỗ đều sẽ đỏ mặt nhìn con trai dạ da dạ một chút Đúng là cây con mắt, trưởng tôn Tuấn Hiền hơi hơi che mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, ký văn sơn cười cười, không nói gì, thật sự là hâm mộ những người trẻ tuổi này, người đã già, muốn làm cũng không làm nổi, đại ca, đại ca, như thế được rồi, dạ tần ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, đại ca khẳng định điên rồi, dạ con đúng là điên rồi, cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, cây, ly nhi đều dán ở trên người mình không đi, bên cạnh còn có mộ nhi đang ăn giấm, được rồi được rồi, nếu lại hôn mộ nhi, con ca ta sợ những người này sẽ nổi khùng đi, dạ con cảm giác trận đấu tiếp theo nhất định là mình lên kết quả không nghĩ tới thế mà không phải nhìn từng trận tranh tài diễn ra dạ côn có hiểu biết mới đối với các học viện lớn mỗi học viện đều có phương pháp dạy của mình giống như học viện mình có công thức quyền pháp vậy chẳng qua là công thức quyền pháp quá lợi hại nhất là đại chiêu cuối cùng hoàn toàn có thể miễu thiên miễu địa trấn an diệp ly đừng nằm ở trong lòng ngực của mình như thế nhiều người nhìn như vậy chờ buổi tối hôm nay trở về người muốn nằm kiểu gì cũng được Nghĩ như thế, Côn Ca đều muốn ngủ, kỳ thật đã thắng liên tiếp 7 trận, dạ Côn có lên đấu hay không đều không quan trọng, hiện tại danh ngạch đệ nhất đã nắm chắc trong tay, trừ học viện của mình ra, không còn học viện nào đạt được tam liên thắng nữa, tối đa chỉ là nhị liên thắng, tương đối thú vị chính là An Khang Châu chỉ có 3 cái danh ngạch, thế nhưng học viện Nhật Nguyệt lần này thế mà thành một con ngựa ô, năm thắng 3 bại, trong đó hai bại đều nằm ở trong tay dạ Côn, thành tích học viện Chân Vũ cũng là năm thắng 3 bại, thành tích ngang với học viện Nhật Nguyệt, mà học viện An Kinh thế mà lạnh. Bài danh đệ tứ, thành tích bây giờ là 4 tháng 3 bại, chỉ còn lại một trận cuối cùng, nếu như thua, như vậy danh ngạch kiếm trũng năm nay, học viện An Kinh mất rồi. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây một trận cuối cùng này, công ca còn chưa lên, dạ công cảm thấy, đây là hy vọng lão thiên ban cho mình, lúc này Bùi Thiên không thể bảo trì bình tĩnh được nữa. Bởi vì ba Uyển Thanh, một trận thắng cứ thế chấp cánh bay đi, hiện tại thắng, còn có thể cùng học viện Chân Vũ, học viện Nhật Nguyệt tranh đoạt một thoáng, nhưng nếu như thua, học viện An Kinh gánh không nổi, Bùi Thiên nhìn một tên học viên sau cùng, mặc dù là một kiếm sư, nhưng Bùi Thiên cảm giác, cũng không phải là đối thủ của dạ côn nếu như dạ côn không nhường như vậy học viện an kinh liền sẽ trở thành trò cười địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng tên dạ côn kia sẽ nương tay sao bùi thiên cảm thấy sẽ không trước đó còn đuổi hắn đi trong lòng khẳng định tức giận hận không thể nhìn mình bị chê cười nào chỉ là giả công chờ chế giễu mỗi một học viện đang ngồi đều chờ học viện an kinh biến thành trò cười dù sao học viện an kinh xưng bá an khang châu quá lâu cuối cùng có cơ hội nhìn một màn như thế dĩ nhiên đều hy vọng trở thành sự thật viện trưởng xem ra năm nay xảy ra biến cố rồi danh sách này có chút nguy hiểm trưởng tôn tuấn hiền nhẹ nhàng cười một tiếng bùi thiên cũng không để ý tới trưởng tôn tuấn hiền hướng phía quan thanh nói ra đi tìm dạ công nói chuyện cho dù hiện tại dạ công thua một ván cũng sẽ đứng ở vị trí đệ nhất ít nhất có thể tranh thủ cơ hội có thể bán mặt mũi một lần vậy là tốt nhất quan thanh kỳ thật không muốn đi quá mất mặt trưởng tôn tuấn hiền nghe xong cười một tiếng không nghĩ tới bùi thiên viện trưởng đại danh đỉnh đỉnh đều sẽ làm như vậy vì học viện thật là có được giảng được quan thanh gọi an nữ lang tới trước mặt đi tìm giả côn nói chuyện ta an nữ lang kinh hô một tiếng quan thanh ra hiệu an nữ lang đừng lớn tiếng như vậy kỳ thật an nữ lang cũng không muốn đi tìm dạ côn trước đó còn muốn bắt hắn hiện tại lại đi cầu hắn cảm giác rất mất mặt thế nhưng lão sư đã nói rồi vì học viện an kinh mình phải đi ánh mắt dạ côn vẫn luôn đặt ở học viện an kinh bên này trong lòng vui vẻ ngồi không yên rồi đi muốn tới cầu côn ta à